Người công dân ơi, bước xa đến ngày giải phóng, đồng lòng cùng đi hy sinh cái gì thân sâu, vì tương lai góp chân cùng sống qua khói tên, làm sao cho nước sông từ nay luôn vững bền, dù cho tôi bay trên vùng không. Kim xin trân trọng kính chào Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân và Phu Nhân. Kính chào Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý thành viên, đồng nhiệm trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Kính chào quý đồng bào Việt Nam thân thương trong và ngoài nước. Hôm nay là ngày 24 tháng 9 năm 2020. Tại diễn đàn Duy Thật Lật Cộng, Kim xin thành kính, trang nghiêm, dâng lời cầu nguyện. Chúng con là các thành viên đồng nhiệm trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, xin lại Đấng Tối Cao, Thượng Đế, Trời Phật và Hồn Thiên Sông Núi, các bậc tiền nhân, anh hùng dựng nước và giữ nước, xin phò hộ độ trì, ban phước lành cho chúng con, xin che chở cho đất nước và đồng bào thân yêu của chúng con được thoát họa cộng sản và nạn chiến tranh tàn phá. Xin bảo vệ Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân và tất cả những nhà ái quốc chân chính. Xin cho chúng con thêm khôn ngoan, đoàn kết, nhẫn nại, can đảm, sáng suốt
để cùng với Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời Đệ tam Việt Nam Cộng hòa dẫn đưa dân tộc Việt Nam vượt qua cơn hiểm nghèo đến bến bờ hạnh phúc, vinh quang, trường cửu, mọi nhà được an hưởng thái bình, thịnh trị của thời Thượng Nguyên Thánh Đức. Xin gìn giữ và tôi luyện cho chúng con tinh thần Việt Nam chân chính. Sống thì phải cho lẫm liệt, mà thác cũng phải đáng tự hào, bất khuất và hùng anh, đúng theo gương sáng của vị lãnh đạo tinh thần của chúng con đã tuyên xưng. Lời cầu nguyện vừa chấm dứt, Kim xin trân trọng kính mời tất cả quý vị cùng bắt đầu vào chương trình. Kim xin chào lại tất cả quý cô dì chú bác cùng các anh chị em Việt Nam hôm nay trên diễn đàn. Mở đầu chương trình, Kim xin mời tất cả cùng nghe một bài hát quen thuộc, đó là bài hát Việt Nam Đào Minh Quân. Kim xin kính mời. Đào Minh Quân anh hùng cứu quê dân mình, quên thân mình ngày ngày chung lo việc lớn. Một lời thề dân chiến đấu không ngại ngần vì nước hy sinh cho muôn đời tổ quốc quang vinh. Việt Nam Đào Minh Quân vẫn đang chờ ngày vui no ấm, xóa tan bao nỗi nhọc. Việt Nam Đào Minh Quân xây cơ đồ một thiên sông núi, anh dương lên soi sáng khắp địa cầu. Đào Minh Quân anh hùng cứu quê dân mình, quên thân mình ngày ngày chung lo việc lớn. Một lời thề dân chiến đấu không ngại ngần vì nước hy sinh cho muôn người tổ quốc quang vinh. Việt Nam Đào Minh Quân vẫn đang chờ ngày vui no ấm, xóa tan bao nỗi lầm than. Việt Nam Đào Minh Quân xây cơ đồ một thiên sông núi, anh dương lên soi sáng khắp địa cầu. Anh dương lên soi sáng khắp địa cầu. Anh dương lên soi sáng khắp địa cầu. Ánh dương lên soi sáng khắp địa cầu, chúng ta hãy chờ đón ánh dương soi sáng cả nước Việt Nam và soi sáng cả địa cầu, vì chúng ta đang có Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời Đệ tam Việt Nam Cộng hòa do Ngài Đức Quốc công Tổng thống Đào Minh Quân đang lãnh đạo để tiến về Việt Nam và lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. Chúng ta hãy chờ đợi một ngày tươi sáng nhất của đất nước Việt Nam, một ngày ghi dấu, một lịch sử sẽ bước sang trang. Chúng ta cứ chờ đợi nha quý vị. Bây giờ mở đầu chương trình thì Kim xin mời tất cả quý vị cùng nghe Kim đọc thông báo. Thông báo hôm nay có tựa là thông báo về các thẩm phán phạm pháp. Kim xin phép bắt đầu đọc. Đệ tam Việt Nam Cộng hòa, Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời, Văn phòng Thường trực lấy lại đất tổ,
không làm khổ dân. PO Box 2807 Anaheim, California 92814. Thông báo về các thẩm phán phạm pháp. Ngày 11 tháng 9 năm 2020, kính thưa đồng bào và quý đồng nhiệm, tiếp theo 3 thông báo của Văn phòng Thường trực Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời ngày 9, 10 và 11 tháng 9 năm 2020 do chỉ thị của Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân để khẩn cấp xem xét lại vụ án cụ Lê Đình Kình, hiện do cái gọi là Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội, địa chỉ số 95 đường Trần Thái Tông, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam thụ lý. Sơ lược nội vụ xảy ra có liên quan đến việc tranh chấp, khiếu nại đất đai căng thẳng từ nhiều năm qua. Cho tới sáng sớm ngày 9 tháng 1 năm 2020, thì bất thình lình một lực lượng công an trang bị vũ khí nặng tấn công vào nhà ông Lê Đình Kình, khiến 3 cán bộ công an và chủ nhà bị tử vong. Chúng tôi đã gửi công điện khẩn cấp ra lệnh cho Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội phải ngưng lập tức việc đề nghị tuyên mức án cao nhất là loại bỏ vĩnh viễn Lê Đình Công, Lê Đình Chức là hai người con trai của cụ Lê Đình Kình, người bị sát hại, ra khỏi đời sống xã hội với bản án tử hình, với các mức án tối đa cho 29 bị cáo trong vụ án chống người thi hành công vụ xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Lệnh ngưng phán quyết tòa án để các bên có thêm thời gian tái xét toàn bộ nội vụ, giúp cho việc điều tra thêm kỹ lưỡng, góp phần phục vụ cho công lý được sáng tỏ. Vì ngoài những ẩn khúc như, thứ nhất, một vụ án nghiêm trọng liên can đến 29 bị cáo và 4 mạng người thì không thể chỉ xét xử trong 2 ngày là có kết quả. Thứ hai, các luật sư bị cáo không được hành xử quyền bào chữa cho can phạm đúng theo tiến trình pháp luật. Thứ ba, nguyên nhân xảy ra không đơn thuần là do phía gia đình cụ Lê Đình Kình gây ra. Nếu công an không bất thần tấn công vào nhà dân bằng vũ khí sát thương nên buộc lòng họ phải tự vệ. Văn phòng Thường trực Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời còn biết thêm, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã sử dụng phương cách tấn công vào nhà dân đã vì bị phạm 3 lỗi trong pháp luật quốc gia. Đã bị vi phạm 3 lỗi trong pháp luật quốc gia. Thứ nhất, nếu muốn bắt người phải có giấy tòa án ký và phải thông qua chính quyền địa phương. Nhưng công an đã phá cửa xông vào với súng đạn sát thương là vi phạm tấn công vào nơi cư ngụ của thường dân có vũ khí. Do đó, người chủ nhà có quyền và được phép chống trả để tự vệ. Thứ hai, khi bắt người phải đọc án trước khi còng tay mà công an hoàn toàn không áp dụng. Thứ ba, công an tấn công và xử tử người bị truy nã bằng súng hãm thanh và không đọc bản án. Thứ tư, luật sư biện hộ cho các bị cáo đã viết thư tuyệt mạng. Do đó, vì nhận thấy đây có thể là âm mưu diệt chủng hay bịt miệng can nhân do cái gọi là Viện Kiểm sát Nhân dân nhận lệnh trên để thi hành, nên Văn phòng Thường trực Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời đã tạm thời có quyết định. Thứ nhất, ngưng lập tức việc đề nghị bản án tử hình và các bản án liên quan đến 29 can phạm trong việc gây thảm sát cho cụ Lê Đình Kình và 3 công an Cộng sản Việt Nam ngày 1 tháng 9 năm 2020 tại xã Đồng Tâm. Thứ hai, thay đổi toàn bộ các chánh án và thẩm phán đã không tra xét vụ án kỹ càng, coi mạng người như cỏ rác. Thứ ba, Tô Lâm, Bộ trưởng Công an Cộng sản Việt Nam phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự an toàn của luật sư Phạm Thêu, mà có trách nhiệm cung cấp cho luật sư bị cáo
các phương tiện và hồ sơ cần thiết để nghiên cứu biện hộ cho thân chủ theo luật định. Kính thưa đồng bào và quý đồng nhiệm, trước sự oan khiên uất ức của gia đình cụ Lê Đình Kình, để thể hiện sự công minh của luật pháp quốc gia và đường lối nhân đạo của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa luôn binh vực người dân vô tội bị hiếp đáp, sẽ giúp đỡ để vụ án được tái xét một cách công bình và có công lý. Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa đề nghị bản án 5 đến 10 năm cấm cố và tước bỏ chức vụ của tất cả những thẩm phán hay quan tòa nào chối bỏ lương tâm, xét xử không công minh, bao che tội ác, làm thương tổn đến sinh mạng và đời sống của lương dân vô tội. Trân trọng thông báo Văn phòng Thường trực Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Qua cái thông báo này thì Kim cũng xin nhắc nhở tất cả quý đồng bào Việt Nam, chúng ta hiện đang có Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa do Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đang lãnh đạo. Đây là một chính phủ chính danh hợp pháp và đã được thành lập tại Hoa Kỳ và đã được thế giới công nhận, song hành cùng Hoa Kỳ và 27 nước châu Âu. Đây là sự thật, cho nên tất cả những người dân của chúng ta hãy vui mừng và sắp sửa đón chào Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa về trên đất nước Việt Nam. Cho nên Cộng sản Việt Nam cấu kết với Tàu Cộng giết dân Việt một cách rất là oan ức. Cho nên Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa đã cảnh cáo Cộng sản Việt Nam không được thi hành những bản án không đúng so với quyền lợi của người dân Việt Nam. Và tất cả những thẩm phán nào mà phán xét không công minh thì ở đây Ngài đã coi như là Ngài rất là nhân đạo, cho nên xử bản án từ 5 đến 10 năm cấm cố và tước bỏ chức vụ của tất cả những thẩm phán. Còn những thẩm phán này xử đúng luật, nghiêm minh thì sẽ được và quy về với Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời thì sẽ được giữ lại chức vụ và được và không có phải bị xử án. Cho nên Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa đã cảnh báo cho những người thẩm phán này biết rằng Việt Nam đang có một chính phủ chính danh hợp pháp, chứ Cộng sản Việt Nam không phải là một chính phủ. Cộng sản Việt Nam là một tà phủ chứ không phải là chính phủ nha quý vị. Cho nên Cộng sản đã vào cướp miền Nam Việt Nam ngày 30 tháng 4 năm 1975. Từ khi cướp miền Bắc năm 1945 thì cho đến năm 1975 lại cướp tiếp miền Nam Việt Nam. Và chính Cộng sản Việt Nam đang coi như là đang thắng lợi với màn mà cướp bóc á. Cho nên là Cộng sản Việt Nam đã ngủ quên trên chiến thắng và chính họ đã nói rằng họ vùng lên để cướp chính quyền đó quý vị. Cho nên là hiện tại Cộng sản Việt Nam đã lọt vào lưới của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Khi Cộng sản đã lộ rõ bộ mặt cướp bóc của một cái đảng Cộng sản gian ác, và lúc nào cũng xem người dân như cỏ rác. Và hiện tại Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa do Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân lãnh đạo, Ngài đang cứu toàn dân Việt Nam và những người mà bị Cộng sản Việt Nam xét xử một cách không có công bằng và xem mạng người của người dân Việt Nam như cỏ rác, thì họ sẽ lãnh những cái trách nhiệm sau này khi chính phủ về nước. Và chắc chắn là Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa sẽ xử rất là nghiêm minh những cái tội nào đã vi phạm. Vì
từ ngày mà Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đã nhận trọng nhiệm Thủ tướng ngày 16 tháng 2 năm 1991. Ngày đó là ngày của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, lúc đó là chưa Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, là đã có chính danh hợp pháp trên toàn thế giới rồi đó quý vị. Vì chính phủ này song hành với Hoa Kỳ và với 27 nước châu Âu công nhận, cho nên Cộng sản Việt Nam không còn con đường nào, chỉ có một con đường duy nhất, đó là quay về với chính nghĩa quốc gia và trưng cầu dân ý và tham gia vào Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Và chính phủ này, Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân là coi dân như con và đối xử với dân như cha mẹ. Cho nên những người cộng sản nào mà quay về với chính nghĩa quốc gia thì cũng phải coi dân như con và đối xử với dân như cha mẹ. Tất nhiên là không có đàn áp người dân nữa và đối xử với người dân một cách tốt đẹp và quy về với chính nghĩa quốc gia của Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân. Cho nên những người dân Việt Nam bây giờ chúng ta hãy nhanh tay trưng cầu dân ý để Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa về sẽ đem lại no ấm cho toàn dân Việt Nam. Và Linh trưng cầu dân ý, chúng ta chỉ cần 3 đến 5 phút để lên mạng Internet, thì chúng ta chỉ cần vào Google, chúng ta vào Google á, thì trước tiên là ở cái màn hình á, nó có cái đồng hồ này quý vị, đó, nó có cái đồng hồ giống như la bàn ở đây nè, thì chúng ta nhấn vào đây, thì sẽ hiện lên cho chúng ta thấy cái trang Google, có chữ Google đó quý vị. Kim mở rộng ra, đây có chữ Google đó quý vị thấy không? Thì khi mà chúng ta vào Google á, chúng ta phải đánh đây này quý vị, chúng ta vào Google thì cái lần mà gạch gạch đó thì chúng ta đánh 4 chữ trưng cầu dân ý viết tắt .us, chúng ta chỉ cần đánh mấy chữ đó thôi. Đây, chúng ta đánh trưng cầu dân ý viết tắt .us. Cái màn hình nó hơi ngược nhưng mà nhìn ra thì chắc quý vị cũng nhìn ra cái chữ 4 chữ trưng cầu dân ý viết tắt .us. Và chúng ta nhấn vào đó thì sẽ hiện lên một cái trang như thế này. Và chúng ta tìm ở trên trang này 4 chữ trưng cầu dân ý bằng chữ in lớn viết tắt. Thì ở đây cái mở rộng ra, thì chúng ta thấy có 4 chữ trưng cầu dân ý bằng chữ in lớn viết tắt. Cho nên chúng ta nhấn vào 4 chữ này. Khi chúng ta nhấn vào 4 chữ này sẽ hiện lên cho chúng ta thấy cái trang của lá phiếu trưng cầu dân ý. Thì chúng ta sẽ bắt đầu nhấn vào những cái hàng mà ở dưới này. Đây, cái mở rộng ra. Hàng đầu tiên á,
là họ, thì chúng ta nhấn vào hàng đầu tiên. Thì khi chúng ta nhấn vào đó, nó có một cái lần chớp 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 đó, sẽ hiện lên cái bàn phím để cho chúng ta nhấn cái họ của chúng ta vào. Thí dụ như họ Lê hay là họ Nguyễn hay họ Trần gì đó, thì chúng ta nhấn vào tìm chữ ở dưới này rồi chúng ta điền vào. Sau đó thì chúng ta nhấn tiếp vào hàng thứ nhì. Thì hàng thứ nhì á là tên đệm. Đó. Hàng thứ nhì là tên đệm thì chúng ta nhấn vào hàng thứ nhì. Tên đệm của người Việt của chúng ta chẳng hạn như là Thị hay là Văn, cái chữ nằm chính giữa đó, hay là Ngọc hay là Thanh gì đó chẳng hạn, cái chữ nằm chính giữa của tên của chúng ta đó. Sau đó thì chúng ta nhấn vào hàng thứ ba. Hàng thứ ba là tên. Tên của chúng ta là tên gì? Thì chúng ta nhấn vào đây, ở dưới này có cái bàn phím của 24 chữ cái, thì chúng ta chọn chữ để nhấn ở dưới này thì nó sẽ chạy lên trên cái ô đó. Rồi đến ngày tháng năm sinh, thì chúng ta ở dưới này nó có ba ô nhỏ, ngày rồi tháng rồi năm. Thì ngày và tháng thì chúng ta điền bằng hai chỉ số. Thí dụ như là ngày năm Tây thì chúng ta nhấn 05, tháng 3 thì chúng ta nhấn 03. Ngày và tháng đều bằng hai chỉ số. Và nếu những ai không có ngày tháng sanh thì chúng ta sẽ chọn ngày 16 tháng 2. Thì chúng ta nhấn vào cái ô ngày là số 1 rồi số 6. Rồi cái ô của tháng là chúng ta nhấn 02. Sở dĩ chúng ta chọn ngày 16 tháng 2 để điền vào ngày tháng nếu mà người dân nào không có cái ngày tháng sinh. Thứ nhất là nếu cái hai cái ô này chúng ta bỏ trống thì lá phiếu gửi không đi, không hợp lệ. Thứ hai là muốn cho hợp lệ của lá phiếu thì chúng ta phải điền ngày tháng, nhưng mà người dân không có ngày tháng sinh thì sẽ chọn ngày 16 tháng 2, đó là ngày lịch sử của đất nước Việt Nam của chúng ta. Khi mà Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa về, toàn dân Việt Nam phải ghi nhớ ngày này. Đó là ngày đất nước Việt Nam của chúng ta, Việt Nam Cộng Hòa sẽ được phục hưng từ ngày 16 tháng 2 năm 1991 do ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân nhận trọng nhiệm Thủ tướng. Từ ngày đó là Việt Nam Cộng Hòa chúng ta sẽ hồi sinh và chúng ta đang chờ đợi ngày đó sắp đến. Thời gian ngày đó đến là ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đã bỏ bao nhiêu công sức, công lao của ngài làm sẵn tất cả cho toàn dân tộc Việt Nam của chúng ta. Và những ngày sắp tới là thời gian cuối để chúng ta lấy lại đất nước, và ngài nhất định phải lấy lại đất tổ và không làm khổ dân. Cho nên chúng ta hãy yên tâm chờ đợi, và người dân Việt Nam của chúng ta nên nhanh tay trưng cầu dân ý. Đến phần ngày tháng rồi cho đến năm. Năm là cái ô thứ ba ở cuối cùng đó. Thì quý vị năm sanh thì quý vị phải ghi là bốn chỉ số. Thí dụ năm 1985 thì chúng ta ghi nhấn 1985. Và ở dưới bàn phím này nè, nó đang là chữ, thì quý vị chọn cái ô ở ngay cái góc phía bên trái nè. Đây là cái ô này Kim đang chỉ. Chúng ta nhấn vào ô này thì nguyên một bàn phím sẽ hiện ra số cho chúng ta thấy, là chúng ta chọn số để điền vào năm sanh. Thì ở đây là năm sanh thì chúng ta chọn bốn chỉ số. Thí dụ như năm 1985 thì chúng ta nhấn 1985 điền vào. Đó là do mỗi một người dân năm sinh là năm mấy thì chúng ta nhấn vào. Rồi tiếp là những cái hàng ở dưới này là chúng ta cứ nhấn vào tiếp tục, và ở đó yêu cầu chúng ta điền vào cái hàng đó là cái gì, yêu cầu gì thì chúng ta điền cho đúng. Cái hàng tiếp theo này là số nhà, đường, thì chúng ta đọc rồi chúng ta điền vào cho đúng. Và tất cả là chúng ta điền bằng chi tiết của chúng ta, cá nhân chúng ta, bằng sự thật nha quý vị. Chứ chúng ta không có điền tầm bậy tầm bạ nha. Tại vì trong tương lai người dân Việt Nam sẽ có cái thẻ căn cước, và chính thẻ căn cước đó là quyền lợi của toàn dân Việt Nam đó. Chứ nếu mà chúng ta điền bằng những chi tiết không có đúng thì sau này người dân sẽ bị thiệt thòi thôi, chứ không phải là ai bị thiệt thòi. Rồi, bây giờ đến ba câu hỏi. Khi chúng ta điền xong thì ở dưới phần dưới của lá phiếu đó sẽ có
sẽ có 3 câu hỏi. Câu thứ nhất là tôi quyết định ủng hộ Ngài Tổng thống Đào Minh Quân và Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa giải thể chế độ tà quyền cộng sản tại Việt Nam và ngăn chặn Tàu Cộng xâm lược. Thì quý vị quyết định ủng hộ cho Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân thì quý vị sẽ nhấn vào cái ô tròn ở trên cái lá phiếu chữ có. Thì ngay chữ có đó có cái ô tròn đó, thì quý vị nhấn vào chữ có. Đây cái ô tròn đây. Đó, khi chúng ta nhấn vào chữ có thì cái ô đó sẽ được tô đậm lên. Chúng ta nhấn vào chữ có đó, ngay cái ô tròn. Rồi câu thứ hai. Câu thứ hai là nếu quý vị muốn tham gia chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, xin quý vị điền vào dưới, chúng tôi sẽ liên lạc với quý vị. Đây, nếu quý vị muốn tham gia vào chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời thì ở dưới này cũng có cái chữ có và không ở hai cái ô tròn đó. Thì nếu quý vị muốn tham gia thì nhấn vào chữ có, còn nếu không muốn tham gia thì nhấn vào chữ không. Đó là quyền của tất cả quý vị. Không, ở chính phủ này không có ép người dân nha quý vị. Tất cả đều là tự nguyện cả. Cho nên là khác với Cộng sản Việt Nam là lúc nào cũng đàn áp người dân và cai trị, độc tài, đảng trị, ép người dân phải đi vào một cái lề lối rất là sắc máu. Và người dân đến nỗi bây giờ bị hù dọa riết rồi, người dân bây giờ trở thành những cái người vô tri, vô giác, vô cảm. Cho nên đó là hậu quả của Cộng sản Việt Nam cai trị nước Việt Nam đã mấy chục năm qua rồi. Cho nên là những người dân Việt Nam nào còn có ý thức thì chúng ta hãy tiến đến tự do no ấm cho toàn dân tộc Việt Nam của chúng ta chỉ bằng lá phiếu trưng cầu dân ý 3 đến 5 phút mà thôi nha quý vị. Thì câu thứ 3 là tôi xin cam đoan thông tin trên là đúng sự thật. Thì hồi nãy Kim có nhắc đó, tất cả quý vị điền vào lá phiếu này bằng sự thật, chứ chúng ta không có điền gian dối nha quý vị. Vì chính phủ của chúng ta là duy thật lật cộng, không có nói dối, tất cả đều bằng sự thật nha quý vị. Cho nên chúng ta điền bằng sự thật trên lá phiếu và chúng ta nhấn vào chữ có. Rồi sau đó thì chúng ta nhấn gửi đi ở cái ô màu vàng nè. Ở cái ô màu vàng đó, chữ gửi đi. Thì khi chúng ta gửi đi đó sẽ hiện lên lá phiếu cho tất cả quý vị điền vào. Thì khi mà điền vào gửi đi thì sẽ hiện lên một cái ô màu xanh cho quý vị có cái số căn cước, có cái số căn cước để quý vị lấy giấy viết ra và ghi ra và cất lại một nơi an toàn. Thì khi mà cái số căn cước đã hiện ra, quý vị ghi vào rồi thì chúng ta nhấn gửi đi một lần nữa thì tất cả những chi tiết trên lá phiếu này đều biến mất hết, không có còn để lại một dấu vết gì cả. Cho nên hệ thống trưng cầu dân ý rất là an toàn cho người dân. Vì Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, Ngài rất thương yêu người dân. Cho nên Ngài tìm mọi cách. Quý vị có thấy cái câu của Ngài không? Lấy lại đất tổ mà không làm khổ dân. Từ chỗ mà Ngài thương yêu người dân cho nên nhất quyết là không làm khổ người dân. Và ra cái hệ thống trưng cầu dân ý để người dân được an toàn, không có bị cộng sản hù dọa đàn áp. Nhưng mà có người thì nói trưng cầu dân ý để bị bắt. Xin thưa là không nha quý vị. Có những người mà lầm tưởng là bị bắt vì cộng sản, họ mưu mô xảo quyệt lắm quý vị. Họ dựng ra cái người đó rồi họ cho người đó là theo Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân rồi bị bắt. Nhưng xin thưa đó cũng là phạm pháp. Tại vì Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đang nắm cái chìa khóa của đất nước Việt Nam nha quý vị. Và Ngài đang làm chủ đất nước Việt Nam đó. Những cái ngày tháng khi Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa về thì chúng ta sẽ thấy những cái gì mà Cộng sản đàn áp người dân, mà bắt bớ người dân một cách vô tội vạ thì Cộng sản phải trả một cái giá nha quý vị. Chứ không phải là bây giờ tưởng là yên thì Cộng sản lúc nào cũng hù dọa người dân. Nhưng mà theo Kim thấy, hiện tại thì Cộng sản đã biết
đất nước Việt Nam đang có chủ, quý vị. Cho nên những cái hình thức mà trấn áp, đàn áp, hù dọa người dân, hiện tại có nhiều người theo chế độ Cộng sản cũng đã biết nhiều rồi. Cho nên đó là một cái điều rất là tốt cho toàn dân tộc Việt Nam của chúng ta. Vì những ai đã lầm đường đi theo Cộng sản và đã ý thức được và biết được Cộng sản không phải là chủ của đất nước Việt Nam, mà chính Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân mới đại diện cho toàn dân tộc của đất nước Việt Nam. Vì chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa là chính danh hợp pháp, Kim nhắc lại là chính danh hợp pháp, và người nắm cái chiếc chìa khóa để cho dân tộc Việt Nam được tự do, đó là Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân. Bây giờ thì sau khi quý vị nhấn gửi đi lần thứ hai thì tất cả đều biến mất ở trên cái màn hình, cho nên là tất cả người dân Việt Nam chúng ta hãy an tâm để trưng cầu dân ý, và toàn dân tộc Việt Nam của chúng ta mà trưng cầu dân ý thì Ngài sẽ lấy cái số phiếu đó đưa ra Liên Hiệp Quốc, và những ngày tháng Việt Nam được tự do sẽ mau đến gần hơn. Là người dân Việt Nam cứ sợ sệt không làm thì cái ngày đó chúng ta phải chờ đợi, vì Liên Hiệp Quốc muốn nghe tiếng nói từ người dân Việt Nam, muốn sống ở trong chế độ Cộng sản hay là Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Vì trong cái chế độ Cộng sản thì tất cả người dân chắc có lẽ là không có ai xa lạ gì hiện tại đất nước Việt Nam như thế nào. Những người dân đang sống ở tại đất nước Việt Nam có người nói ra được bình yên, nhưng mà Kim bảo đảm rằng tại một cái đất nước mà Cộng sản Tàu đang đứng đằng sau Cộng sản Việt Nam, vì họ muốn chiếm cái đất nước Việt Nam chứ họ không có cần dân, họ chỉ cần đất, không cần dân. Mà tất cả những người dân Việt Nam, những người nào mà u tối đi theo Cộng sản đó tưởng là sống bình yên. Nhưng quý vị thử nghĩ đi, tại đất nước Việt Nam bây giờ ra sao? Môi trường thì ô nhiễm, thức ăn thì độc hại. Quý vị sống trong môi trường đó, dù cho quý vị có giàu có, quý vị vẫn chịu ảnh hưởng như thường. Và cái số người chết vì những bệnh lạ tại đất nước Việt Nam bây giờ quá nhiều. Điển hình là ngày xưa khi Kim về Việt Nam, lần đầu về thì cái nghĩa trang trống trơn, nhưng mà một lần sau về cách đó 5 năm thôi mà nghĩa trang rộng lớn, đầy những cái mộ bia. Như vậy quý vị thấy cái số người chết tại Việt Nam bây giờ rất là nhiều. Mà có, lần trước Kim cũng đã nói, có người nói là nếu mà ở trong chiến tranh á, thì nhiều người chết, nhưng mà ở một đất nước bình yên mà sống trong chế độ Cộng sản thì người chết nhiều hơn nữa, quý vị. Rõ ràng đúng là như vậy. Cho nên những người nào mà nói là mình được sống bình yên ở tại đất nước Việt Nam, xin thưa là quý vị cũng chịu chung số phận đó quý vị, không có chạy thoát đâu. Tại vì Cộng sản Tàu đang muốn chiếm đất nước Việt Nam của chúng ta thì tất cả những người dân ở tại đất nước Việt Nam đều bị ảnh hưởng chung tất cả. Cho nên nếu chúng ta biết ý thức được những điều đó thì tất cả chúng ta hãy quy về một mối để cứu toàn dân tộc Việt Nam của chúng ta, nhưng mà trước hết là cứu bản thân của chúng ta kìa, rồi gia đình của chúng ta, con em, con cháu của chúng ta, các thế hệ sau này và toàn dân tộc của chúng ta. Đó là sự đoàn kết của những người dân Việt Nam với nhau. Đừng cho rằng chúng ta được bình yên và sống ích kỷ, nhưng chúng ta hãy nhìn rằng cả một dân tộc Việt Nam đang chịu ảnh hưởng chung, và Tàu Cộng lăm le đang chiếm đất nước Việt Nam của chúng ta. Cho nên chúng ta đang được bảo vệ bởi Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân. Ngài sẽ đưa Tàu Cộng và Cộng sản Việt Nam ra Tòa án Hình sự Quốc tế ICC, và ngày đó sẽ đến vì tất cả hồ sơ kiện đã đầy đủ. Và vừa mới đây thì Tòa án Hình sự Quốc tế ICC đã kêu gọi chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa bổ túc hồ sơ với Tòa án ICC. Cho nên những ngày tháng đó sẽ đến gần với chúng ta,
và đất nước Việt Nam sẽ được hồi sinh qua cái số tiền mà Ngài Đức Quốc Công đã nộp đơn kiện 38.000 tỷ. Và Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đã đại diện cho toàn dân tộc Việt Nam của chúng ta trả ơn cho Hoa Kỳ đã cưu mang dân tộc Việt Nam khi được Hoa Kỳ và các nước tự do trên thế giới cưu mang. Có phải những người Việt Nam khi đi ra hải ngoại tương lai được sống những cái ngày ấm êm, hạnh phúc và con cái được tiến bước trên cái con đường tương lai rất là vẻ vang không quý vị? Hiện tại bây giờ người Việt Nam của chúng ta là những nhân tài trên thế giới rất là nhiều. Quý vị thấy ở một cái thể chế tự do, người ta nuôi dân rất là tốt đẹp và cho người dân có một tương lai huy hoàng nhất mà người dân đó có thể có được. Phát triển toàn bộ bộ não của con người. Những con em nào mà có khả năng đi học và tiến bộ thì còn ở một cái thể chế tự do còn cho những cái học bổng để cho những em đó phát triển nữa quý vị. Và trong tương lai, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta khi về lại đất nước Việt Nam thì cũng y như vậy. Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, Ngài đã ấn ký Hiến pháp Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa ngày 16 tháng 2 năm 2020. Tất cả quyền lợi của người dân Việt Nam được thể hiện ở trong bản Hiến pháp Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Cho nên người dân Việt Nam của chúng ta hãy vui mừng và đón chờ ngày hạnh phúc của toàn dân Việt Nam của chúng ta sắp tới. Và Cộng sản Việt Nam phải bị tiêu diệt và Cộng sản Tàu phải ra khỏi đất nước Việt Nam của chúng ta, vì chúng ta đang có một vị cứu tinh của dân tộc. Ngài là một vị Phật Bồ Tát đang xuống trần này để cứu dân tộc Việt Nam của chúng ta. Vì tất cả những người Việt Nam của chúng ta hiện tại không có một người nào làm được những cái thành quả lớn lao như Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, và chưa có ai hy sinh được như Ngài cả quý vị. Cho nên từ chỗ đó chúng ta thấy rằng chỉ có một vị Phật thị hiện xuống thế gian này mới làm được những điều đó mà thôi. Hôm nay thì Kim sẽ dành thời giờ để đọc cho tất cả quý đồng bào Việt Nam bài thuyết giảng của một đồng nhiệm ở trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời đã viết bài thuyết giảng về tiểu sử của Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, lồng vào ở trong 7 bài học của Làm Người Việt Chân Chính. Cho nên bài này rất là hay mà khá dài, cho nên là Kim xin phép được rút gọn chương trình để dành thời giờ đọc cho tất cả quý vị cùng nghe bài thuyết giảng này. Nhưng mà trước khi Kim đọc thì Kim xin phép được phát một bài hát để mà cái bài đọc dài lắm cho nên là không có ngưng lại để phát cho quý vị nghe bài hát. Cho nên bây giờ thì xin tất cả cùng nghe bài hát Tị Nạn Ca để cho chúng ta thấy được là Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân lúc nào cũng lo lắng thương yêu về dân tộc Việt Nam của chúng ta, và chúng ta là những người Việt Nam hãy thể hiện cái tinh thần trách nhiệm của một người công dân của đất nước Việt Nam. Và sắp tới đây, những người nào mà thể hiện được cái tinh thần trách nhiệm của mình thì chính những người đó mới thật sự là công dân của Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Còn ai không chấp nhận Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa do Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân là những quốc dân Việt Nam, vì những người dân Việt Nam phải thể hiện chính kiến của mình là có chấp nhận chế độ Cộng sản Việt Nam hay là muốn sống trong tự do, hòa bình, no ấm, thì người dân phải thể hiện. Và những người dân nào mà thể hiện được cái lập trường của mình là không chấp nhận chế độ Cộng sản trên đất nước của chúng ta
thì những người đó chính là những công dân của nước Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Và vì tại sao? Vì Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa là một thể chế không chấp nhận chế độ Cộng sản, cho nên những người dân nào mà không chấp nhận Cộng sản thì là những người đó là những người công dân của Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, nghe quý vị. Và những người đó sẽ được hưởng những quyền lợi cho một người công dân của Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Còn những người dân nào đều là người dân Việt Nam nhưng mà sinh ra tại đất nước Việt Nam nhưng mà không thể hiện được lập trường của mình, những người đó chỉ là quốc dân Việt Nam thôi, nghe quý vị, thì có thể là trong tương lai những người đó sẽ không được hưởng những cái quyền lợi như là người công dân của Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Đó là phân biệt rõ ràng giữa người Việt Nam có chính kiến, có lập trường quốc gia rõ ràng, còn người nào mà không có chính kiến rõ ràng thì những người đó đứng vào một bên. Ở đây Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa không có bắt buộc ai cả, nghe quý vị, không có bắt buộc ai cả. Vì người dân có quyền nói lên cái chính kiến của mình, không chấp nhận chế độ Cộng sản thì trưng cầu dân ý, và hoặc là có khả năng thì tham gia được vào chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Chính phủ này cũng không bắt buộc ai phải tham gia hay là không. Vì những người nào có tấm lòng với đất nước thì sẽ tự nguyện, không ép buộc ai cả, nghe quý vị. Nhưng mà những người nào mà có tấm lòng, có khả năng để giúp chính phủ thì đương nhiên là những người đó được quyền lợi rồi, phải không quý vị? Nó khác biệt giữa người nào mà không có trách nhiệm thì đương nhiên phải khác rồi. Cho nên đó là những gì mà Kim muốn nhắc nhở tất cả những người dân Việt Nam của chúng ta. Nếu chúng ta thờ ơ và để cho cuộc đời đi tới đâu thì tới, thì chúng ta cũng khó mà đòi hỏi cho mình một cái tương lai tươi sáng được đâu quý vị. Vì Tàu Cộng cũng không thương yêu gì người Việt của chúng ta. Mà những người đang chống phá lại chính phủ này, thì những người đó chúng ta hỏi thử xem, những người đó có muốn dân tộc Việt Nam diệt vong hay là không? Đương nhiên là Tàu Cộng không thương người dân Việt Nam rồi. Nhưng mà chính phủ này là một chính phủ thương dân, yêu nước và lo cho dân. Mà những người chống phá thì họ muốn gì quý vị? Rõ ràng là họ không muốn cho người dân được tự do no ấm chứ gì. Tại vì chính phủ này chưa bao giờ nói đến là một điều đàn áp người dân, lúc nào cũng để người dân tự nguyện cả. Và Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân thương yêu dân tộc Việt Nam vô bờ bến, cho nên Ngài đã ví Ngài là đôi giày, đôi dép cho người dân mang thử. Như vậy, những người nào mà chống phá chính phủ này, những người này đang muốn cho dân tộc này diệt vong đó quý vị. Cho nên chúng ta cần phải suy nghĩ cho kỹ trước khi phát ngôn ra những cái lời nói mà có hại cho cả một dân tộc, một đất nước của chúng ta. Vì nếu mà chúng ta hiện tại ở đang, người dân Việt Nam đang ở bên bờ vực thẳm, mà chúng ta không cùng nhau để đoàn kết cứu vớt, thì như vậy ai cứu chúng ta quý vị? Chẳng có ai cứu chúng ta cả. Chỉ có dân tộc của chúng ta cứu chúng ta mà thôi. Mỗi một người phải thể hiện tinh thần đoàn kết. Chúng ta phải từng phải cùng vươn vai đứng dậy. Chúng ta đứng dậy với lá phiếu trưng cầu dân ý. Chúng ta không có làm những cái điều gì mà Cộng sản có thể chụp cho người dân của chúng ta là chống lại, gọi là phản động hay là muốn lật đổ chính quyền. Chắc chắn là người dân Việt Nam làm sao mà lật đổ chính quyền được quý vị, trong khi người dân Việt Nam tay không một tấc sắt. Và chính Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, Ngài đã đem cái cuộc đời của Ngài ra để chống lại một cái chế độ tàn ác vô nhân và sẽ giải thể được cái chế độ Cộng sản vì tấm lòng của Ngài. Không có ai làm được điều đó cả quý vị. Và những cái lời Ngài nói mà Kim rất là cảm động. Ngài nói rằng chúng ta hiện nay chúng ta có gì để đánh Cộng sản quý vị? Chúng ta không có gì cả. Chúng ta không có vũ khí, chúng ta không có đạn dược, mà chúng ta chỉ có tấm lòng mà thôi.
Cho nên tất cả những người dân Việt Nam của chúng ta hãy đoàn kết lại với tấm lòng. Ngài sẽ đem những cái tấm lòng này đến Liên Hiệp Quốc và cầu cứu với Liên Hiệp Quốc. Dân của chúng tôi không chấp nhận chế độ Cộng sản, thì Liên Hiệp Quốc sẽ giúp chúng ta bằng cái đơn kiện 38.000 tỷ đã nộp tại Tòa án Hình sự Quốc tế ICC. Cho nên, sau lưng của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, do Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân lãnh đạo, là một cái hệ thống luật pháp của thế giới, quý vị, chứ không có đơn giản. Cho nên tất cả chúng ta thấy rằng Ngài cũng hay nói một cái câu rằng chính phủ này tuy nhỏ nhưng mà có vỏ đó quý vị. Cái vỏ ở đây là gì? Là tất cả các nước tự do trên thế giới đang giúp chúng ta đó quý vị. Cho nên người dân Việt Nam của chúng ta hãy an tâm trưng cầu dân ý, để chúng ta sẽ tự cứu bản thân của chúng ta và đem nền tự do no ấm về cho toàn dân tộc Việt Nam của chúng ta chỉ bằng lá phiếu 3 đến 5 phút mà thôi. Và những ngày tháng sắp tới thì Cộng sản Việt Nam phải bị giải thể và Cộng sản Tàu phải ra đi về với nước Tàu, không có được ở lại đất nước Việt Nam của chúng ta. Cho nên người Việt của chúng ta hãy mạnh dạn lên, đừng có thờ ơ mà tự chúng ta sẽ hại bản thân của chúng ta. Bây giờ Kim xin mời tất cả quý vị cùng nghe một bài hát để chúng ta sẽ bắt đầu vào bài thuyết giảng về tiểu sử tổng thống của một đồng nhiệm rất là hay nha quý vị. Kim cũng muốn phổ biến cho tất cả toàn dân Việt Nam của chúng ta. Và Kim cũng xin kính cảm ơn Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc đã cho Kim bài thuyết giảng này để phổ biến cho tất cả toàn dân Việt Nam của chúng ta được nghe và được biết sự thật về đất nước Việt Nam đang có một ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đã là một vị thiên sứ trời ban xuống. Ngài là một vị Phật thị hiện xuống thế gian này để cứu toàn dân tộc Việt Nam của chúng ta, và tiểu sử của Ngài là một sự thật. Cho nên là chúng người dân Việt Nam phải biết sự thật này, vì những năm tháng đã qua, Cộng sản Việt Nam đang lừa dối toàn dân Việt Nam bằng cái tên Hồ Chí Minh đang nằm tại Lăng Ba Đình, mà Hồ Chí Minh là một tên Tàu Cộng đang vào đất nước Việt Nam của chúng ta gây tang thương chết chóc từ năm 1945 cho đến hôm nay, là ngoài miền Bắc đã hơn 75 năm và miền Nam đã hơn 45 năm rồi. Cho nên là chúng ta không thể tôn thờ một cái tên Tàu Cộng được. Mà Cộng sản Việt Nam lừa dối người dân Việt Nam, bắt người dân Việt Nam phải kêu Hồ Chí Minh là cha già dân tộc. Đó là một điều sỉ nhục của toàn dân tộc Việt Nam của chúng ta nha quý vị. Và hiện tại Kim thấy rằng có nhiều người chống phá lại chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Như vậy là những người đó coi Hồ Chí Minh là cha già dân tộc, thì những người đó trước tiên là phải mang một cái nhục nhã của dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam đó quý vị. Không có cái nhục nào hơn bằng cái nhục mà nhận giặc làm cha nha quý vị. Cho nên những người nào chống phá chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đang giúp dân cứu nước, hãy suy nghĩ lại để chọn cho mình một con đường đi đúng. Và chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa đang mở rộng vòng tay để đón chờ tất cả quý vị đã đi lầm con đường nhận giặc làm cha, quay về với chính nghĩa quốc gia nha quý vị. Bây giờ Kim xin mời tất cả cùng nghe một bài hát trước khi Kim đọc bài thuyết giảng về tiểu sử Đức Quốc Công. Kim xin trân trọng kính mời.
Người Việt Nam hôm nay đầy những anh tài đó quý vị. Khi mà Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa về trên đất nước Việt Nam thì các nước ở trên thế giới, người Việt Nam rất là đông và rất là tài ba nổi lạc nha quý vị, sẽ về giúp đất nước Việt Nam của chúng ta sẽ được vươn vai và sánh vai cùng các nước năm châu trên thế giới nha quý vị. Tương lai của nước Việt Nam của chúng ta rất là rực rỡ vì chúng ta sắp bước vào thời Thượng Nguân Thánh Đức. Kim cũng xin cảm ơn tất cả quý vị trên diễn đàn ủng hộ Kim. Đây là một cái niềm khích lệ rất lớn lao cho Kim khi bước lên diễn đàn để giúp cho toàn dân Việt Nam. Kim thì tánh rất là mít ướt cho nên là hãy nói tới cái gì, bởi vì Kim ít có thích mà nói tới cái gì mà nó hơi là mũi lòng chút là khóc à, cho nên là dở lắm. Thì cũng xin tất cả quý vị trên diễn đàn bỏ qua. Kim cũng xin cảm ơn tất cả quý vị đã ủng hộ Kim. Và hôm nay thì Kim xin phép được đọc cái bài này, bài thuyết giảng của một đồng nghiệp rất là hay. Mà cũng công nhận là Kim cũng ước ao được bài này. Thứ nhất là đồng nghiệp này sẽ phát lên để Kim sẽ phát cho quý cô dì chú bác cùng nghe. Hoặc là có bài này để đọc. Nhưng mà cũng hay lắm, cái nguyện ước của Kim hình như là cũng được mãn nguyện, là Bộ Tư lệnh gửi cho Kim bài thuyết giảng này. Cho nên Kim một lần nữa, Kim cũng xin kính cảm ơn Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc đã gửi cho Kim bài này để đọc cho tất cả toàn dân tộc Việt Nam của chúng ta nghe. Vì đây là những sự thật người dân Việt Nam cần phải biết đó quý vị. Và Kim xin lỗi, lỡ đụng cái máy. Và trong tương lai, nếu mà ai á, người dân Việt Nam nào mà lắng nghe những bài thuyết giảng này, thì Kim nghĩ nha, theo Kim nghĩ á, là trong tương lai khi Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa về Việt Nam sẽ coi như là dân tộc Việt Nam đều phải biết hết về lịch sử, tiểu sử của Ngài, và sẽ có những cái cuộc thi để cho những cái thế hệ trẻ sau này đó sẽ học và hiểu để biết về tiểu sử của Ngài Đức Quốc Công, và sẽ có những cái giải thưởng rất là đáng giá để cho các em sẽ thi thố tài năng và học hỏi. Cho nên là đây là cái suy nghĩ của Kim, nhưng mà Kim nghĩ chắc cũng có thể là có, vì tất cả người dân Việt Nam của chúng ta, nhất là thế hệ trẻ, cần phải biết về tiểu sử của Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đang cứu toàn dân tộc Việt Nam của chúng ta. Và Ngài đã nói rằng ngày 30 tháng 4 năm 1975 phải là ngày mất nước sau cùng. Cho nên những thế hệ trẻ của Việt Nam trong tương lai phải biết về tình hình của đất nước của chúng ta từ năm 1945 cho đến năm 1975, phải trải qua bao nhiêu tang thương chết chóc chỉ vì nạn Cộng sản Việt Nam và Cộng sản Tàu. Cho nên người dân Việt Nam chúng ta cần phải biết rõ hết, chứ không thể thờ ơ vô cảm. Và những người dân Việt Nam của chúng ta đang sống ở tại Việt Nam bây giờ, vì đang sống dưới một cái chế độ cai trị tàn ác, cho nên Cộng sản Việt Nam đã làm cho người dân mê mờ, vô cảm, không có biết gì về tình hình đất nước, về xã hội ngày hôm nay. Và người dân chỉ sống mà chờ đến cái chết mà thôi. Cho nên rất là tội nghiệp cho tất cả những người dân Việt Nam. Mà ngay cả những người trên diễn đàn mà chửi rủa Kim đó, và chửi, có nhiều người chửi thì những cái từ ngữ khó nghe, nhưng mà thật sự Kim cũng rất thông cảm và rất thương những người này. Tại vì nạn Cộng sản Việt Nam cho nên biến những người dân Việt Nam trở thành những người vô văn hóa, vô cái đạo đức, và nói ra những lời bất nhân bất nghĩa, thì đó là do hậu quả của chế độ Cộng sản đó quý vị. Cho nên là Kim hiểu, và đó là lý do tại sao Kim ráng ngồi ở đây mặc dù bao nhiêu người chửi rủa, vì Kim đang giúp tất cả người dân Việt Nam chúng ta phải thấy được rằng người dân Việt Nam cần có tự do no ấm, chứ không thể sống một cái chế độ độc tài đảng trị như vậy. Kim xin phép được bắt đầu đọc. Bài học thứ 3 trong 7 bài học làm người chân chính, học nhẫn nhục, giúp ta biết hóa giải, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, tập chịu đựng,
không cần đối đầu với những tiểu tặc. Đây là bài học thứ 3 trong 7 bài học làm người chân chính mà thỉnh thoảng thì Kim hay đọc cho tất cả quý cô dì chú bác cùng nghe, vì những cái bài học này là những bài học mà Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân cho người dân Việt Nam được học để thay đổi cái xã hội Việt Nam đang sống dưới Cộng sản Việt Nam. Vì những cái con người mà không có chân chính thì dễ bị Cộng sản lôi cuốn, lôi kéo và đi vào con đường tăm tối. Cho nên Ngài hướng dẫn cho toàn dân Việt Nam của chúng ta được thay đổi bằng những con người chân chính và những người đạo đức. Cho nên là sắp tới chúng ta sẽ sống ở cái thời mới, đó là thời Thượng Nguyên Thánh Đức đó quý vị. Kim xin bắt đầu vào bài. Sau khi Đức Quốc Công rời sa mạc, lúc đó Đức Quốc Công còn là Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, và trong một chuyến công du thăm hỏi đồng bào tại Canada, trong lúc mọi người ân cần vây quanh Đức Quốc Công trong hội trường để chuyện trò, thì đột nhiên xuất hiện một người thanh niên ăn mặc rất lịch sự và bảnh bao, tiến tới gần và nói với Đức Quốc Công rằng: "Tôi nhìn tướng của ông không có điểm nào là một thủ tướng được." Đức Quốc Công trả lời rằng: "Vậy theo anh, một thủ tướng thì tướng phải ra sao?" Người thanh niên không trả lời mà phun nước miếng vô mặt Đức Quốc Công một cái phẹt. Đức Quốc Công đưa tay lên gạt nước miếng của anh thanh niên phun và cười nhẹ nói rằng: "Anh không có đánh răng hay sao mà nước miếng của anh hôi quá." Người thanh niên đó không nói gì và tiếp tục phun nước miếng lần thứ hai vô mặt Đức Quốc Công một cái phẹt. Lần này thì nhiều đồng nghiệp đứng gần kéo người thanh niên thô tục vô văn hóa kia, nhưng Đức Quốc Công ngăn lại, rồi Ngài gạt nước miếng trên mặt và từ tốn nói với người thanh niên đó rằng: "Bao tử anh hơi yếu nên ăn uống cẩn thận lại." Người thanh niên đó đã cố tình sỉ nhục Đức Quốc Công với cương vị là thủ tướng lúc bấy giờ trước nhiều người đang chứng kiến. Vậy mà Đức Quốc Công vẫn không có phản ứng tức giận hay nóng nảy, mà ngược lại còn can ngăn những đồng nhiệm của Ngài không cho lôi kéo anh ta. Tự nhiên anh ta chắp tay xá Đức Quốc Công rồi nói với Ngài rằng: "Thầy tôi nhờ tôi đến đây để nhắn nhủ thủ tướng đừng quên sa mạc tụ nghĩa đường." Sau đó anh ta xin lỗi mọi người rồi bỏ đi. Nhớ lại cách đây hơn 30 năm về trước, Đức Quốc Công là chủ của nhiều hãng, đi đến đâu ai cũng kính nể, kể cả con không thừa nhận của Mao Trạch Đông là Mao Hứa, chủ tịch hãng điện tử Trung Cộng và hệ thống Railway Computer System cũng từng gửi thư mời Ngài qua dạy cách phổ biến xây dựng hệ thống điện toán cho nước Tàu và phát triển tại Hoa Kỳ. Trong thư mời Ngài, họ mời Ngài và người của Ngài đến nước Tàu bất cứ lúc nào nếu Ngài muốn. Tại sao họ không mời ai mà lại mời Ngài? Vì thời điểm đó, trong ngành điện toán trên thế giới, chỉ duy nhất có Ngài đã phát minh ra hệ thống BIOS giá rẻ và tốc độ chạy nhanh hơn hệ thống BIOS đang độc quyền của hãng IBM. Tôi còn nhớ hãng IBM khi đó kiện hãng Dell lúc bấy giờ đã mua lại hệ thống BIOS của Đức Quốc Công phát minh ra là sao chép lại của hãng IBM, mà phần thắng hầu như đã thuộc về hãng IBM trước những lý lẽ pháp lý tại tòa. Vụ kiện này cũng làm tôi nhớ lại khi Cộng sản Việt Nam nộp đơn xin cơ quan văn hóa Liên Hiệp Quốc UNESCO tôn vinh Hồ Chí Minh là danh nhân thế giới ngày 19
tháng 5 năm 1989. Lúc đó, cũng nhiều nhà yêu nước đã gửi hàng tấn lá thư đến Cơ quan Văn hóa Liên Hiệp Quốc UNESCO tố cáo Hồ Chí Minh với những tội danh như là hãm hiếp phụ nữ, ăn cắp văn, cướp bóc và tội ác diệt chủng nhân loại, nhưng đều thất bại với lý lẽ pháp lý của Cộng sản Việt Nam. Thứ nhất, tội hãm hiếp phụ nữ. Cộng sản Việt Nam, chúng nó biện hộ rằng phải tìm được tinh trùng của Hồ Chí Minh nơi cửa mình của người phụ nữ đó, và phải chính người phụ nữ đó đứng ra tố cáo thì mới hợp lệ. Tội cướp bóc. Cộng sản Việt Nam, chúng nó biện hộ rằng Hồ Chí Minh sau khi chết không có đứng tên bất cứ tài sản nào thì làm sao gọi là cướp bóc. Tội ăn cắp văn. Cộng sản Việt Nam, chúng nó biện hộ rằng Hồ Chí Minh là người đã đọc ra bản tuyên ngôn độc lập trước thì làm sao gọi Hồ Chí Minh là ăn cắp văn. Tội ác diệt chủng nhân loại. Cộng sản Việt Nam, chúng nó biện hộ rằng chỉ trong một ngày, chiến dịch đổ bộ của phe đồng minh vào Normandy đã hy sinh hơn 10.000 chiến sĩ phe đồng minh. Còn trong suốt 20 năm cuộc chiến giành độc lập ở Việt Nam, chỉ chết hơn 3 triệu người. Nếu chia cho 30 năm từ năm 1945 đến năm 1975, thì một ngày chết chỉ khoảng 200 mấy chục người. Như vậy thì làm sao gọi là diệt chủng được? Trong thời khắc gần như tuyệt vọng của cả một dân tộc và sự ngạo nghễ đón chờ chiến thắng của Tàu Cộng cùng đám tay sai của chúng là Cộng sản Việt Nam, thì Đức Quốc Công xuất hiện với trí tuệ và đòn đánh chí tử vào tử huyệt của chúng. Đức Quốc Công đòi Cộng sản Việt Nam trưng ra dấu vân tay của Hồ Chí Minh còn hoàng tại Lăng Ba Đình so với dấu vân tay của Nguyễn Ái Quốc còn lưu tại Sở Liêm Phóng của Pháp để chứng minh là một người. Và Cộng sản Việt Nam không dám trưng dấu vân tay của Hồ Chí Minh ra Cơ quan Văn hóa Liên Hiệp Quốc UNESCO vì sợ bị lòi ra lý lịch giả tạo của Hồ Chí Minh. Cho nên hồ sơ vinh danh Hồ Chí Minh là danh nhân thế giới đã bị quăng vào sọt rác, và chiếc mặt nạ của Hồ Chí Minh đã bị Đức Quốc Công lột rơi xuống đất. Trở lại vụ kiện hãng IBM kiện hệ thống BIOS của Đức Quốc Công phát minh ra là sao chép lại, thì cũng vào ngày cuối cùng của phiên tòa Đức Quốc Công xuất hiện. Trong ngày cuối cùng của phiên tòa đó, trước tiên Đức Quốc Công hỏi chủ tọa rằng nếu hệ thống BIOS của tôi phát minh ra là sao chép lại của hãng IBM thì BIOS của IBM có thể chạy được trên máy điện toán của chúng tôi phải không? Chủ tọa đồng ý với câu hỏi của ngài. Đức Quốc Công hỏi tiếp: nếu hệ thống BIOS của tôi phát minh ra mà chạy được trên máy điện toán của hãng tôi và những hãng khác mà không chạy trên máy IBM thì chắc chắn không phải là sao chép lại của hãng IBM, có đúng không? Chủ tọa cũng đồng ý với câu hỏi của ngài. Lập tức Đức Quốc Công đem hệ thống BIOS của ngài phát minh ra gắn vào máy điện toán của hãng khác và vận hành bình thường. Và sau khi khởi động thì máy điện toán của hãng khác đã vận hành bình thường và chạy rất trơn tru. Nhưng khi gắn vô máy của IBM thì máy không chạy. Và sau đó ngài lấy BIOS của IBM gắn vô máy điện toán của hãng mình và các hãng khác thì các máy này không khởi động được. Vì vậy, vụ kiện khép lại với chiến thắng
dành cho hệ thống BIOS mà Đức Quốc Công đã phát minh ra. Với trí tuệ của Đức Quốc Công thì tôi cũng không có gì ngạc nhiên khi con trai của Mao Trạch Đông là Mao Hứa thời bấy giờ mời Đức Quốc Công chỉ dạy cho họ về ngành điện toán, vì họ biết rằng ngoài Đức Quốc Công ra thì không có ai khác có khả năng đặc biệt như ngài. Đức Quốc Công hầu như là có tất cả, từ thành công trong sự nghiệp cá nhân với một tài sản khổng lồ mà ngài đã phát minh ra đầy trí tuệ, đó là hệ thống BIOS, mà đến tận ngày hôm nay chưa có phát minh nào thay thế được. Ngài có được sự kính nể của rất nhiều người, đặc biệt là con ngoại hôn của Mao Trạch Đông là Mao Hứa. Ngài có một gia đình hạnh phúc và là một triệu phú ngành điện toán người Việt Nam trẻ nhất thời bấy giờ. Và theo như tôi nhận định, ngài sẽ trở thành tỷ phú rất gần với nền tảng trí tuệ của ngài đã phát minh ra là hệ thống BIOS. Chắc chắn cả thế giới này đều sẽ biết đến ngài và kính trọng ngài. Một tương lai đầy mơ ước của hầu như tất cả mọi người sống trên đời này. Vậy mà ngài lại hy sinh đi tất cả, nhận trọng nhiệm thủ tướng, đi vào sa mạc tu tâm, thiền định với ước nguyện và hoài bão duy nhất của ngài là tìm ra con đường giải cứu cho tổ quốc và giúp đỡ dân tộc Việt Nam, để rồi ngài bị người ta sỉ nhục, chửi rủa ngài thậm tệ như cái mền rách, kể cả vợ con và cả mẹ của ngài nữa. Tôi chắc chắn với quý vị là không một ai trên đời này lại hy sinh chịu đựng được như Đức Quốc Công. Trở lại với người thanh niên đó, Đức Quốc Công chẳng những không làm gì người thanh niên đó, mà trái lại, ngài còn can ngăn không cho ai làm tổn thương người thanh niên đó, vì ngài luôn giữ lời thề hứa khi ngài nhận trọng nhiệm thủ tướng. Tôi còn nhớ, ngài Đức Quốc Công nhận trọng nhiệm thủ tướng với hai dòng nước mắt, quỳ nhận quốc bảo dân sử Việt. Ngài khóc cho quê mẹ Việt Nam của ngài đang phải oằn mình gánh chịu bao đau đớn bởi sự tàn phá của giặc Tàu và Cộng sản Việt Nam. Ngài khóc cho những mất mát, nghiệt ngã, đau đớn, khốn khổ, điêu tàn của cả một dân tộc Việt Nam. Hai dòng nước mắt đó, ngài nguyện đau cùng nỗi đau của dân tộc, nguyện nhục với cái nhục mất nước, với lời thề hứa trước trời đất, trước bàn thờ tổ quốc, trước hồn thiên sông núi, trước anh linh các bậc tiền nhân dựng nước và giữ nước, trước 72 kiến họ tiêu biểu trong ba thế hệ Việt Nam rằng ngài sẽ chịu đựng mọi sự sỉ nhục thậm tệ nhất dành cho ngài, để bằng mọi cách tìm ra con đường giải thể chế độ tà quyền Cộng sản Việt Nam, ngăn chống sự xâm lăng của Tàu Cộng để lấy lại đất tổ, không làm khổ dân, và ngài nguyện hy sinh cả đời cho nền hòa bình, tự do và cơm no áo ấm cho đồng bào Việt Nam. Tôi cho rằng vị sư phụ của người thanh niên đó đã thử thách cùng với lời nhắn gửi đến Đức Quốc Công là người phải gánh chịu kiếp nạn của đất nước và nghiệp chướng của người dân Việt Nam, nên phải chịu bỏ tất cả tiền tài, danh vọng, hạnh phúc, giàu sang, phú quý để vào sa mạc nhọc nhằn, tu tâm, thiền định thì mới cứu được tổ quốc và dân tộc Việt Nam trong tay loài quỷ đỏ Cộng sản. Cho dù tưởng chừng như tuyệt vọng, không lối thoát, nhưng tương lai sẽ được khai thông dòng sinh mệnh của dân tộc, đem lại thái hòa, an lạc cho muôn dân. Tại sao ở hải ngoại có nhiều chính phủ giả được dựng lên và có nhiều hội đoàn, tổ chức chống cộng mà Tàu Cộng và Cộng sản Việt Nam không thèm đếm xỉa tới, mà phải dùng rất nhiều tiền để thuê mướn truyền thông bất lương
bưng bít thông tin của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa và thuê mướn hết tên Việt gian này đến tên Việt gian khác, quậy phá Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Vì Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa có Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, mà những chính phủ giả được dựng lên sau đó là những giả mạo. Thêm vào đó, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa do Ngài lãnh đạo có những ưu điểm chiến lược mà những hội đoàn và tổ chức chống cộng khác không có. Tại sao tôi chắc chắn khẳng định như vậy? Thứ nhất, Đức Quốc Công là người đã lột mặt nạ tên Việt gian gián điệp Tàu Cộng Hồ Chí Minh ngay tại Cơ quan Văn hóa Liên Hiệp Quốc UNESCO. Thứ hai, Đức Quốc Công là người sáng lập ra phong trào thanh niên sinh viên học sinh Việt Nam Tân Dân Chủ ngày 15 tháng 3 năm 1990 tại quận Cam và đích thân Ngài công bố giải pháp tổng tuyển cử tại Việt Nam trên các đài truyền hình và truyền thanh tại Hoa Kỳ. Thứ ba, Đức Quốc Công lúc bấy giờ là Chủ tịch Ban Thường vụ Hội đồng Quốc dân Nguyên Lão và sau đó đã triệu tập Đại hội Dân chủ Đoàn kết cùng 72 kiến họ tiêu biểu trong ba thế hệ Việt Nam, lão niên, trung niên, thanh niên, thành lập Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, chính danh hợp pháp, đại diện cho đất nước và toàn dân Việt Nam vào ngày 21 tháng 10 năm 1990, ngay tại quận Cam, thủ đô người Việt tị nạn Cộng sản California, Hoa Kỳ, để vô hiệu mật ước thành đô mà Tàu Cộng cùng Cộng sản Việt Nam đã bí mật ký kết ngày 4 tháng 9 năm 1990. Qua đó, phủ nhận tất cả những ký kết, giao kèo nào của Cộng sản Việt Nam và cái gọi là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với bất kỳ quốc gia nào, tập đoàn nào, công ty nào hay với bất kỳ cá nhân nào. Thứ tư, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời được Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton gửi hai công hàm vào ngày 28 tháng 1 năm 1994 và ngày 4 tháng 4 năm 1994. Liên hiệp Âu Châu 27 nước gửi hai công hàm vào ngày 17 tháng 4 năm 2013 và ngày 23 tháng 5 năm 2013 đều công nhận vai trò Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời của Đức Quốc Công lúc bấy giờ. Thứ năm, Đức Quốc Công là người Việt Nam duy nhất là thành viên trong Hội đồng Chủ tọa của Đảng Cộng hòa Hoa Kỳ và Ngài đã tuyên bố chủ quyền của Việt Nam tại Biển Đông vào ngày 15 tháng 10 năm 2010 tại Thư viện Nixon của Đảng Cộng hòa trong sự cổ võ hoan nghênh nhiệt liệt của toàn thể cử tọa, gồm những chính khách cao cấp, những nhà lãnh đạo, tướng lãnh, các đại tài phiệt Hoa Kỳ và thế giới, cùng các vị dân cử, dân biểu Hoa Kỳ. Thứ sáu, Đức Quốc Công đã song hành cùng Chính phủ Hoa Kỳ cho đóng băng 617 tỷ Mỹ Kim của Cộng sản Việt Nam đang giấu tại Hoa Kỳ vào năm 2016 và nộp đơn kiện 19 tên đầu sỏ Cộng sản Việt Nam tại Tòa Hình sự Quốc tế ICC. Thứ bảy, Đức Quốc Công nộp đơn kiện Tàu Cộng tại Tòa Hình sự Quốc tế ICC đòi bồi thường 38.000 tỷ Mỹ Kim với tội danh cài tên gián điệp của chúng là Hồ Chí Minh vào Việt Nam, giả làm người Việt Nam để diệt chủng, cướp nước Việt Nam. Thứ 8, Đức Quốc Công nộp đơn kiện Tàu Cộng tại Tòa Hình sự Quốc tế ICC đòi Hoàng Sa và Trường Sa. Thứ 9,
ngày 25 tháng 10 năm 2015 tại Hoa Kỳ, Đức Quốc Công đã ký sắc lệnh số 002-2510-2015 trên SL-TT. Quyết định chấp thuận cho Hải quân Hoa Kỳ và các nước đồng minh được tiến vào thềm lục địa Việt Nam, bao gồm Hoàng Sa và Trường Sa để tuần tra, duy trì hòa bình tại vùng Đông Nam Á, Thái Bình Dương, bảo vệ an toàn hàng hải và lợi ích chiến lược của nước ta. Chính điều tôi vừa nêu trên ở trên là lý do hiện nay Việt Giang được sự thuê mướn của Tàu Cộng và Cộng sản Việt Nam phải làm giảm uy tín của Đức Quốc Công bằng cách có những ngôn từ rất kém văn hóa, thô tục để sỉ nhục Đức Quốc Công thật là thậm tệ, và những điều này đã được Đức Quốc Công tiên liệu khi Ngài chấp nhận trọng nhiệm Thủ tướng. Khi bị sỉ nhục thì Đức Quốc Công lại nghĩ về những đau thương mà đồng bào của Ngài ở quê nhà đang phải gánh chịu bởi loài quỷ đỏ cộng sản, thì những sỉ nhục đó dành cho Ngài không là gì cả, và những sỉ nhục mà Đức Quốc Công phải chịu không là gì cả so với sự sỉ nhục từ tên gián điệp Tàu Cộng Hồ Chí Minh được cài vào Việt Nam để thực hiện mưu đồ cướp nước Việt Nam. Nó sỉ nhục truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam qua cải cách ruộng đất miền Bắc năm 1954 với thủ đoạn dùng người con đấu tố chính cha mẹ ruột của mình với câu xưng hô là mày tao. Nó sỉ nhục người phụ nữ Việt Nam bằng những cơn dâm đảng thú tính của nó. Nó sỉ nhục dân tộc Việt Nam bằng thủ đoạn dùng người Việt giết người Việt để làm đau lòng dân tộc Việt qua cuộc tàn sát người dân Huế Tết Mậu Thân năm 1968 và cuộc xâm lăng miền Nam ngày 30 tháng 4 năm 1975. Nó sỉ nhục dân tộc Việt Nam để người dân không còn biết phân biệt đâu là đúng sai, thiện ác, chính tà. Cộng sản Việt Nam cũng đã sỉ nhục dân tộc Việt Nam, lịch sử Việt Nam và toàn dân Việt Nam khi buộc dân chúng phải tôn thờ gọi tên Việt Giang gián điệp Tàu Cộng Hồ Chí Minh là cha già dân tộc. Mà suốt quá trình lập quốc, không bao giờ dân tộc Việt Nam bị sỉ nhục và chà đạp như vậy. Ngày hôm nay, dưới hình tượng giả tạo của tên giặc Cộng Hồ Chí Minh do Đảng Cộng sản Việt Nam dựng lên, còn sỉ nhục dân tộc Việt Nam với kiếp sống nô lệ trên chính mảnh đất của tổ tiên ông cha để lại. Nó sỉ nhục dân tộc Việt Nam qua hành động cướp đất, đẩy người dân phải ra sống những nơi không phải là chỗ cho con người ở và phải đi bươi rác mà ăn. Nó sỉ nhục dân tộc Việt Nam như là một công cụ để nó đưa đi khắp năm châu làm nô lệ. Nó sỉ nhục người phụ nữ Việt Nam như là một món hàng để cho con đẻ của nó là Cộng sản Việt Nam và những ngoại nhân khả ố thô tục khắp năm châu làm trò mua vui và chà đạp lên nhân phẩm đầy tủi nhục. Điều sỉ nhục nhất cho cả một dân tộc Việt Nam là phải tôn kính nhận giặc Tàu Hồ Chí Minh làm cha già dân tộc qua sự trấn áp bằng bạo lực của Cộng sản Việt Nam. Hỡi các anh bộ đội Việt Nam, giặc Tàu nó sỉ nhục các anh trong bộ đồ quân phục mà các anh đang mặc. Nó thông qua tên Lê Đức Anh sỉ nhục các anh làm bia sống cho nó bắn ở sự kiện nó chiếm đảo Gạc Ma ngày 14 tháng 3 năm 1988, giết chết 64 bộ đội Việt Nam. Nó sỉ nhục các anh khi giặc Tàu chúng nó ngang nhiên hoành hành trên quê cha đất tổ của các anh. Nó sỉ nhục và coi các anh như những công cụ phục vụ cho nó cướp đất của người dân, cướp rừng và tài nguyên quý báu của quốc gia. Nó sỉ nhục các anh làm trò cười cho thiên hạ bằng những công việc chăn nuôi gia súc, trồng rau quả hay những màn ẻo lả trên truyền thông.
Nó sỉ nhục các anh khi bắt các anh phải tuyệt đối trung thành với tên giặc Tàu Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam để giết hại đồng bào của các anh. Hỡi các anh bộ đội Việt Nam, các anh phải thức tỉnh. Các anh phải biết rằng các anh được sinh ra từ người dân, đó là cha mẹ của các anh, chứ không phải tên giặc Tàu, cha già dân tộc. Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, tay sai của Tàu Cộng. Các anh phải biết rằng các anh cầm súng để làm nghĩa vụ thiêng liêng là bảo vệ cho Tổ quốc, cho người dân, cho gia đình của các anh có được cuộc sống êm ấm và cho tương lai con cháu của các anh, chứ không phải bảo vệ cho cái Đảng Cộng sản Việt Nam tay sai Tàu Cộng bán nước, hại dân. Tôi biết trước giờ các anh chỉ được Đảng Cộng sản Việt Nam tuyên truyền, láo bịp, lừa gạt nên nghe theo. Nhưng nay Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đã gột rửa đi sự sỉ nhục đó và cho các anh biết được sự thật qua việc lột mặt nạ tên gián điệp Tàu Cộng Hồ Chí Minh, vạch trần âm mưu diệt chủng dân tộc Việt Nam với thủ đoạn dùng củi đậu nấu đậu, tức dùng người Việt giết người Việt của Tàu Cộng. Các anh hãy quay về với sự thật, với chính nghĩa quốc gia dân tộc, để không bước vào con đường mê lầm, phản dân hại nước. Các anh hãy cùng nhau quy tụ về chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, dưới sự lãnh đạo của Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, hiện là Tổng Tư lệnh Tối cao Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đã giương cao ngọn cờ chính nghĩa quốc gia dân tộc, để các anh hiên ngang nhận lãnh trách nhiệm mà Tổ quốc và người dân giao phó, để các anh tự hào tiếp nối dòng máu con cháu Lạc Hồng bất khuất đã đánh bại giặc Tàu cả ngàn năm nay, để các anh hãnh diện là tấm gương cho con cháu của các anh noi theo và tự hào. Hỡi các quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, hãy đáp lời hiệu triệu của Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân ở Đại hội Biển Đông Dậy Sóng với chủ đề Đồng bào quốc nội trong trái tim ta, đêm 19 tháng 11 năm 2016 như sau. Kính thưa quý niên trưởng, quý huynh trưởng cùng quý chiến hữu trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa kính mến. Xương máu, mồ hôi, nước mắt và bước chân của chúng ta đã từng trải dài trên khắp non sông, trên bốn vùng chiến thuật, trên mọi nẻo đường thân yêu của đất nước. Tất cả chúng ta đều là máu thịt Việt Nam, đều là những quân nhân muốn phục vụ Tổ quốc. Tuy hôm nay có người đã oanh liệt tuẫn tiết, có người đã chết tức tưởi trên đường vượt thoát tìm sinh lộ, có người đã vùi thay tận biển sâu, rừng xa, trong các nhà tù âm u của Cộng Việt, có người nay đã già yếu, bệnh tật hay đang lao đao vì cuộc sống trộn rộn nơi xứ người. Nhưng chắc chắn chúng ta vẫn luôn thao thức với tiền đồ của đất nước và tương lai của dân tộc. Tất cả chúng ta đã có mặt với lịch sử và đang là gương soi cho các thế hệ con em. Bước chân của chúng ta vẫn còn đó, vẫn tô đậm Trường Sơn, vẫn xanh cùng cây cỏ và đang thấm vào lòng của dân tộc. Vẫn hiên ngang cùng sông núi, không thể nào khoanh tay đứng nhìn những đàn trẻ bơ vơ, chưa đủ tuổi đời, đã mau nhuốm mùi sương gió. Không thể để cho các cháu gái chưa biết tương lai hạnh phúc là gì, đã vội trở thành trò mua vui cho lũ cộng sản và bọn ngoại nhân khả ố thô tục. Đất nước là chung, không phải của riêng ai. Dân tộc Việt Nam dù trong hay ngoài nước cũng là một. Tôi thành kính kêu gọi tất cả trở lại hàng ngũ, phải cho loài cộng phỉ biết rằng chúng ta vẫn còn đây, chúng ta chưa chết. Dân và quân cũng là một, không phải chỉ bằng những buổi tiệc tất niên hay diễn hành trên đường phố, mà hơn thế nữa, chúng ta phải mạnh mẽ, hiệp lực hỗ trợ cho chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đương đầu với giặc nước.
Nếu không tiếp tay bằng tâm, bằng sức, thì ít nhất chúng ta cũng phải góp một lời nói chính nghĩa, một nắm tay vững chắc tình đồng đội. Đó là sự trợ lực lớn lao, đó là lòng cao thượng, là tâm huyết, là lòng sắt son trung can, nghĩa đảm mà chúng ta ân cần gửi cho nhau lúc cuối đời. Đó cũng là tinh thần ái quốc, danh dự, trách nhiệm, là bảo vật gia truyền, là hành trang quý giá để trao lại cho các con cháu, các thế hệ mai sau tiếp bước cha ông, vững chí dấn thân bảo vệ tổ quốc. Thưa quý vị, chúng ta đều là con cháu Việt Nam có lịch sử cả ngàn năm đánh bại giặc Tàu, bất khuất với hai Bà Trưng, với Bà Triệu, với Ngô Quyền, với Lý Thường Kiệt, với Đức Thánh Trần Hưng Đạo, với Bình Định Vương Lê Lợi, với Đại Đế Quang Trung Nguyễn Huệ. Chúng ta phải biết rằng chỉ có người Việt Nam mới thật sự yêu thương và giải cứu được đất nước Việt Nam mà thôi. Nhất định chúng ta phải đáp lời sông núi, chúng ta phải noi gương các bậc tiền nhân anh hùng bất khuất của dân tộc Việt Nam, đó là cùng một lòng đoàn kết, quy tụ dưới lá cờ chính nghĩa quốc gia dân tộc của Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, hiện là Tổng Tư lệnh tối cao quân lực Việt Nam Cộng Hòa, để đánh một cuộc chiến cuối cùng. Một cuộc chiến sống còn của cả một dân tộc Việt Nam với giặc Tàu, kẻ thù truyền kiếp qua lời hiệu triệu của Ngài. Hiện nay, giang sơn gấm vóc của chúng ta đang bị Cộng sản thống trị. Chúng đã lộ nguyên hình là một đảng cướp phi nhân, vô đạo, tay sai Tàu Cộng để thực hiện mật ước thành đô, với ý đồ muốn biến nước ta thành một quận lỵ của chúng. Cộng sản Việt Nam đã nhu nhược để Hoàng Sa, Trường Sa và nhiều quần đảo, đất đai của chúng ta lọt vào tay Tàu Cộng. Bọn chúng đồng lõa với Tàu Cộng để khủng bố dân lành, đầu độc dân sinh, cầm tù những nhà ái quốc, triệt hạ nhân tài, phá hủy kỷ cương, diền mối, đạo đức chân chính của người Việt Nam với âm mưu Hán hóa dân ta. Tổ quốc đang lâm nguy, dân chúng đang bị Cộng sản đàn áp, lầm than khống thống khổ. Những người trai thế hệ, những hậu duệ anh hùng, quả cảm quân lực Việt Nam Cộng Hòa, những anh thư, hào kiệt, trí thức không thể khoanh tay đứng nhìn. Chúng tôi kêu gọi mọi người, mọi giới, mọi thành phần quốc gia, dân tộc, mọi giai cấp và tất cả các tổ chức, đảng phái chính trị, xã hội trong cộng đồng Việt Nam toàn cầu cùng tham gia chiến dịch ký đạp mặt Hồ Chí Minh là tên gián điệp Việt gian Tàu Cộng, dứt khoát lập trường không chấp nhận Cộng sản. Mạnh mẽ dấn thân với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, để giúp dân cứu nước, phục hưng chế độ Việt Nam Cộng Hòa, hữu thần, nhân đạo, độc lập, tự do và dân chủ thật sự trên quê hương dấu yêu. Đáp lại lời hiệu triệu của Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân qua lời hịch quyết liệt can trường cứu nước. Hỡi các đại nghĩa sĩ tân dân chủ, hỡi các anh chị em máu thịt Việt Nam, chúng ta do dân tộc mà hình thành, vì dân chúng mà đấu tranh, đứng dậy này truyền cho đến mãi mãi muôn muôn về sau, là màu mỡ cho đất đai, là kết tụ của tinh Việt, là tự hào, là di sản cho con cháu. Tinh và hồn luôn luôn cùng sông núi, sống thì phải cho lẫm liệt, mà thác cũng phải đáng tự hào, bất khuất và hùng anh. Kẻ thù của dân tộc Việt Nam là giặc Tàu đang khiếp sợ, vì chúng biết chắc chắn rằng Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân sẽ đánh bại chúng, vì Ngài đã bắn phát súng lệnh thứ nhất công phá đánh bại thành trì thứ nhất của giặc Tàu tại Việt Nam, là cha già dân tộc Hồ Chí Minh, do chúng cài vào Việt Nam giả làm người Việt Nam để cướp nước Việt Nam
giống như năm xưa Đức Công Nhân Vũ Hưng Đạo Đại Vương Tiết Chế Trần Quốc Tuấn đã ba lần đánh bại quân Nguyên Mông bằng cách công phá vào thành trì Thăng Long. Sau khi quân Nguyên Mông chiếm đóng và biến thành Thăng Long thành biểu tượng sức mạnh của chúng, Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đã bắn phát súng lệnh thứ hai công phá đánh bại thành trì thứ hai ngay tại nước Tào của chúng là Mật Ước Thành Đô, nhằm biến nước ta thành một quận lỵ của chúng, và phát súng lệnh cuối cùng kết liễu đầu não Tập Cận Bình và Đảng Cộng sản Tàu của Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân là đơn kiện 38.000 tỷ Mỹ Kim tại Tòa Hình sự Quốc tế ICC với tội danh cài gián điệp của chúng là Hồ Chí Minh giả làm người Việt Nam để cướp nước Việt Nam, giống như năm xưa danh tướng Lý Thường Kiệt đã đem quân đánh bại Ung Châu, Khâm Châu, Liêm Châu của nhà Tống, dập tắt ý đồ muốn xâm chiếm nước ta. Ngày xưa, danh tướng Lý Thường Kiệt đã đọc bản tuyên ngôn làm cho giặc Tống phải khiếp sợ. Sông núi nước Nam, vua Nam ở, rành rành đã định tại sắc trời, cớ sao lũ giặc sang xâm phạm, chúng bay sẽ bị đánh tơi bời. Ngày nay, Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đã đọc bản tuyên ngôn và cũng là lời thề son sắt với Tổ quốc và dân tộc Việt Nam đã làm cho Tập Cận Bình và Đảng Cộng sản Tàu phải khiếp sợ. Dân tộc Việt bất khuất, cương thổ Việt bất phân, nhân dân Việt bất ly. Cảm ơn Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đã nhẫn nhục, hy sinh suốt hơn 30 năm qua để giờ đây dòng sinh mệnh của Tổ quốc và dân tộc Việt Nam đã được Ngài khai thông và đang trỗi dậy đầy mạnh mẽ hào khí Việt Nam. Hào khí của con cháu Lạc Hồng đầy tinh thần ái quốc, bất khuất, Tổ quốc, danh dự, trách nhiệm. Dân tộc Việt Nam sẽ mãi mãi ghi ơn những công lao to lớn của Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân và nhất quyết bảo vệ Ngài tuyệt đối qua bản Hiến pháp Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Phần 5 ban hành, chương 5.5 công nhận, 15.5.1. Căn cứ vào quá trình, thành tích và sự liên lụy, nhẫn nại hy sinh hơn 30 năm để tìm đường giúp dân cứu nước của Tổng thống Đào Minh Quân, xuất phát từ lòng yêu nước, thương dân vô bờ bến, Ngài đã chấp nhận từ bỏ danh lợi, tiền tài, hạnh phúc gia đình và tuổi thanh xuân để đơn độc vào sa mạc, không một mái nhà, chịu đựng cảnh sống thiếu thốn, bần hàn, ngày nóng cháy da, đêm lạnh thấu xương, trong suốt hơn 20 năm trời dai dẳng. Do đó, Tổ quốc và nhân dân Việt Nam qua Hiến pháp và Quốc hội Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa đại diện cho đồng bào Việt Nam để xác tính, xác định và nhìn nhận công đức của Tổng thống Đào Minh Quân là vì cứu tinh của dân tộc và ban cho Ngài vinh dự là Đức Quốc Công, dù tại chức, hưu trí hay không còn tại thế, luôn được tôn kính, được tuyên dương và được hưởng đặc quyền miễn tố tụng. Toàn gia của Ngài được truy tặng tước hiệu Đại Việt Chi Gia 15.5.2. Cho dù Hiến pháp Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa có thể được tu chính, bổ túc hay sửa đổi, kể cả có phán quyết của tối cao pháp viện, thì chương 5.5, 15.5.1 và 15.5.2 trong bản Hiến pháp này không được thay đổi. Việt Nam có Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân thì chắc chắn ngày 30 tháng 4 năm 1975 phải là ngày mất nước cuối cùng trong Việt sử. Việt Nam có Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân thì chắc chắn Tổ quốc và dân tộc Việt Nam sẽ không bao giờ phải chịu bất cứ một sự sỉ nhục nào
của ngoại bang, mà ngược lại là một sự kính nể và tôn trọng. Việt Nam có Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân thì chắc chắn người dân Việt Nam sẽ được an hưởng một cuộc sống tự do, cơm no, áo ấm, thái hòa và an lạc qua tuyên ngôn của Ngài. Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh. Ý dân là ý trời. Việt Nam có Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân thì chắc chắn Sài Gòn, Hòn Ngọc, Viễn Đông ngày nào sẽ lại là niềm mơ ước của nhiều quốc gia trên thế giới, và chắc chắn Việt Nam sẽ là viên Minh Châu trời đông đầy danh dự và tự hào. Bài thuyết giảng đến đây là hết. Quý vị thấy bài viết của đồng nhiệm này rất là hay phải không? Cho nên là Kim thấy quá hay, cho nên là ước ao được đọc cho tất cả quý đồng bào, cô dì chú bác cùng nghe để hiểu rõ thêm về đất nước Việt Nam của chúng ta đang được Ngài cứu đứng ra. Ngài nhận trách tất cả những cái sự hy sinh của Ngài từ tuổi thanh xuân cho đến hôm nay, là Ngài đã 68 tuổi, gần đến 70 tuổi rồi. Và chúng ta nhận thấy rằng một điều là ơn trên đã sáng hóa cho dân tộc Việt Nam của chúng ta, cho nên mới cho một vị Phật thị hiện xuống thế gian này, đó là Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân. Vì sao Kim nói vậy? Là vì quý vị có thể thử tưởng tượng xem, Ngài là một người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã ra chiến trường chiến đấu ở vùng địa đầu giới tuyến, mà nơi đó thì bom rơi đạn lạc, không có chừa một ai. Và những người lính Việt Nam Cộng Hòa cũng đã nằm xuống ở tại vùng địa đầu giới tuyến rất là nhiều, nhưng mà Ngài vẫn được an toàn cho đến ngày hôm nay. Cho nên chúng ta thấy rằng nếu không có do Thượng Đế Trời Phật đưa xuống để cứu đất nước Việt Nam, thì quý vị nghĩ khó mà toàn mạng được qua một cái thời kỳ mà rất nguy hiểm, mà không có những là ở cái thời chiến tranh ở Việt Nam, mà ngay cả Ngài vượt tù, Ngài cũng được an toàn khi mà Ngài vượt thoát ra khỏi trại tù, thì Ngài đã nhảy lầu để trốn những cái tên cộng sản cai ngục mà đi tìm Ngài đó. Nhưng mà thử tưởng tượng xem, Ngài nhảy lầu 3 nhưng mà vẫn được an toàn, quý vị, không có bị hề ấn gì cả. Còn khi mà Ngài ở tù, ở trong trại tù Bù Gia Mập đó, thì vì Ngài rất là can đảm. Một lần Kim nghe một vị giáo sư ở chung trại tù với Ngài đó, thì giáo sư Lê Bình có kể là nói chung là Ngài can đảm vô cùng, mặc dù ở tù, nhưng mà Ngài đã làm một cái lều, một cái căn lều để mà cho khi mà phu nhân hoặc là những người vợ của những người bạn tù chung đó đến thăm thì có nơi để nghỉ ngơi. Thì Ngài đã xông pha đi chặt tre lộ để mà làm một cái lều đó, mà gọi Ngài gọi là cái Ngài gọi là cái tự nhiên nói thì cái lều đó đó Ngài làm một lần đầu tiên, Ngài làm lần đầu tiên, nhưng mà sau đó bị phát hiện và Ngài bị những tên cai ngục đó nhốt Ngài vào biệt giam và đánh Ngài rất là nhiều. Nhưng mà Ngài nằm mê man 3 ngày 3 đêm, nhưng mà khi Ngài tỉnh dậy thì không có hề đau đớn gì cả. Khi Ngài mê man thì dường như có những cái phép nhiệm màu xoa dịu những vết thương cho Ngài. Và khi Ngài tỉnh dậy thì Ngài không có thấy đau đớn gì cả. Và Ngài vẫn, khi mà những cái tên cai ngục đó thả Ngài ra thì Ngài vẫn đi đứng bình thường. Quý vị thấy nếu mà không do Thượng Đế Trời Phật ban bố cho đất nước Việt Nam của chúng ta một người đứng ra cứu nước, thì cho đến ngày hôm nay thì chúng ta không có được một ngày Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân mà
được toàn vẹn, sức khỏe đầy đủ và đang sắp sửa tiến về để cứu đất nước Việt Nam của chúng ta đó quý vị. Cho nên là những cái bài trong tương lai mà nếu Kim có những cái bài thuyết giảng của các đồng nhiệm rất là hay, được Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc khen hay đó, thì Kim sẽ tiếp tục, hoặc là những đồng nhiệm đó thâu via audio thì Kim sẽ phát ra cho tất cả quý vị cùng nghe, hoặc là nếu không thì Kim có bài thì Kim sẽ đọc cho tất cả quý vị cùng thưởng thức. Những bài viết là những sự thật mà xuất phát từ tiểu sử của Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, vì cái tiểu sử của Ngài trong tương lai sẽ viết thành một bộ phim để cho tất cả toàn dân tộc Việt Nam của chúng ta sẽ biết được đến dân tộc Việt Nam của chúng ta có một vị tài đức vẹn toàn để đứng ra cứu đất nước này. Nếu mà không có Ngài thì đất nước này sẽ đi vào con đường diệt vong do Tàu Cộng. Họ muốn chiếm đất Việt Nam chứ họ không có muốn người dân Việt Nam. Từ chỗ đó người dân Việt Nam rất là khổ sở. Mà nếu mà chúng ta không có ý thức ngay từ bây giờ, thứ nhất là sẽ có chiến tranh, vì chắc chắn rằng thế giới tự do không bao giờ để cho một cái chế độ tàn ác vô nhân tính mà còn tồn tại ở trên quả địa cầu này nha quý vị. Đó là điều chắc chắn. Còn nếu người dân tộc Việt Nam của chúng ta mà ý thức thì chúng ta đồng lòng với nhau nói lên chính kiến của mình ở trong cái bài vừa rồi Kim đọc đó, thì hãy ủng hộ chiến dịch đạp mặt Hồ Chí Minh mà hiện tại chúng ta điền cái đơn đó là đạp mặt Hồ Mao luôn, cả Mao Trạch Đông luôn nha quý vị. Chứ không có riêng gì Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh là một tên Tàu Cộng và Mao Trạch Đông cũng là một tên đầu sỏ của Đảng Cộng sản. Cho nên là tất cả vì những cái tên này đã gây bao nhiêu tang thương chết chóc cho người Việt Nam của chúng ta, thì chúng ta không thể nào làm ngơ được, mà chúng ta phải cùng đoàn kết lại với nhau để trưng cầu dân ý cứu đất nước nha quý vị. Một cái biện pháp mà để giải thể chế độ cộng sản mà quý vị nghĩ nó chưa từng thấy, chưa bao giờ mà thấy nó đơn giản như thế này quý vị. Quý vị thấy trải qua thời chiến tranh bao nhiêu người nằm xuống, người Việt Nam của chúng ta các thế hệ trẻ lớn lên cũng bị ngã xuống dưới cái thời chiến tranh của Cộng sản và Việt Nam. Rồi 58.721 quân nhân Hoa Kỳ, họ vì muốn bảo vệ tự do cho nước Việt Nam của chúng ta, họ cũng phải bỏ thay tại chiến trường Việt Nam. Quý vị thấy, người Việt Nam của chúng ta mà bây giờ người nào thờ ơ là những người đó vô nhân tính đó quý vị. Vì sao? Vì một cái nước đại cường quốc, quý vị biết những người cha, người mẹ thương đứa con, có ai mà muốn cho con mình đi ra một cái chiến trường khác để chết không quý vị? Chắc chắn là không muốn rồi phải không? Nhưng vì muốn giúp cho Việt Nam của chúng ta được tự do mà phải đến 58.721 quân nhân Hoa Kỳ phải nằm xuống tại chiến trường Việt Nam, thì người Việt Nam ở đâu? Người Việt Nam bây giờ đang ở đâu mà không thấy được điều đó? Chẳng những đã không thấy thờ ơ mà lại còn quay lại chống phá chính phủ này nữa quý vị. Trong khi quý vị có biết ở tại tụ Nghĩa Đường, Ngài hiện tại đang làm lục giác đài để tưởng niệm 58.721 chiến sĩ Hoa Kỳ đã nằm xuống tại chiến trường Việt Nam. Quý vị thấy Ngài có một cái tấm lòng bao la, độ lượng bao la với những người dân tộc Việt Nam, với những người chiến sĩ Hoa Kỳ đã nằm xuống vì chiến tranh Việt Nam, và với những người cộng sản bây giờ đang theo chế độ cộng sản, Ngài cũng độ lượng để cho những người đó quay về với chính nghĩa quốc gia. Quý vị thấy tấm lòng của Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân vô biên không quý vị? Mà những người Việt Nam hãy suy nghĩ lại, nằm đêm mà suy nghĩ lại, chúng ta sống, chúng ta biết yêu thương,
Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta muốn được yên ấm, chúng ta muốn được no cơm ấm áo. Nhưng chúng ta làm gì? Chúng ta không thể ngồi trơ ra đó mà nhìn. Vô cảm là chúng ta đang có tội với tổ quốc, đất nước của chúng ta đó. Vì đất nước đang lâm nguy, thất phu hữu trách. Một người tệ nhất ở trong xã hội cũng phải có trách nhiệm với đất nước của mình. Huống hồ gì? Hiện tại, người Việt của chúng ta có rất nhiều người có tiếng tăm, mặt mũi, có tiền tài, danh vọng đầy đủ tất cả. Hãy cùng chung tay góp sức lại, đoàn kết lại với nhau. Trong cái bài Kim vừa đọc, Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, Ngài kêu gọi tất cả những người dân Việt Nam, quân lực Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa, mặc dù đã già, nhưng chúng ta chưa chết. Ngài nhấn mạnh cho chúng ta thấy điều đó. Chúng ta đã già nhưng chưa chết. Nhưng tại sao lại phải thờ ơ? Ngài kêu gọi tất cả hãy chung về một mối. Tất cả những người lính Việt Nam Cộng Hòa phải quay về, cùng đoàn kết lại với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, để cứu nước quý vị. Đạp mặt Hồ Mao để chứng tỏ lập trường của chúng ta không chấp nhận Cộng sản. Nhiều người nói rằng tôi không chấp nhận Cộng sản nhưng lại chống chính phủ này. Quý vị nghĩ coi có vô lý hay không quý vị? Quý vị nghĩ vô lý không? Chính phủ này là chính danh hợp pháp và được Hoa Kỳ song hành. Như vậy còn một cái chính phủ nào quý vị? Không còn một chính phủ nào nữa cả. Đừng ngụy biện. Người dân Việt Nam bây giờ không có ngu nữa đâu quý vị. Không có ngu để cho những người đó dẫn dắt người dân Việt Nam đi vào chỗ chết. Đó là những lời ngụy biện. Chính phủ này chính danh hợp pháp và duy nhất nghe quý vị. Người dân Việt Nam phải hiểu một vấn đề đó và phải hiểu được rằng Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đang cầm chiếc chìa khóa vận mệnh của đất nước Việt Nam, và người dân Việt Nam hãy quy về một mối với chính nghĩa quốc gia. Những ngày tháng này là những ngày tháng đang chờ đợi người dân nói lên chính kiến của mình. Vì thế giới tự do không bao giờ ép ai vào đường cùng cả quý vị. Và sau này, tất cả những người nào không trưng cầu dân ý hay không tham gia vào chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, không thể nói là tôi không biết, tôi không nghe, tôi không thấy. Vì sao quý vị? Vì chính phủ này đã kêu gọi từ năm 2015 tới bây giờ quý vị. Quý vị thấy 5 năm rồi đó. Thì như vậy là quý vị đang ở đâu? Quý vị đang ở đâu? Những người không chấp nhận chính phủ này đang ở đâu mà sau này nói là không biết, không nghe, không thấy? Đó là một cái lời mà cũng kêu gọi tất cả những người dân Việt Nam. Những người nào mà chưa nhìn thấy chính phủ thì nên để ý mà tìm đến chính phủ nghe quý vị. Vì đó là trách nhiệm của quý vị chứ không phải là của Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân. Ngài chỉ đứng ra đại diện cho toàn dân tộc để lấy nước lại thôi quý vị. Chứ còn Ngài đang ở Hoa Kỳ, chứ Ngài không ở tại Việt Nam. Và Ngài phải tranh đấu để đi vận động cả thế giới cứu toàn dân tộc Việt Nam đó quý vị. Nhưng mà ở bên ngoài người ta giúp, người ta cứu, nhưng mà người Việt Nam không có tự mình biểu lộ là mình muốn được cứu, thì thế giới có cứu hay không quý vị? Quý vị phải biết rằng đất nước của mình phải có trách nhiệm, chứ không thể thờ ơ nghe quý vị. Và Cộng sản Việt Nam đang đi vào con đường cùng. Cho nên người dân Việt Nam hãy tiếp tay ủng hộ lá phiếu trưng cầu dân ý. Đây là tự nguyện nghe quý vị. Kim chỉ kêu gọi mà thôi, không bắt buộc ai cả. Vì tất cả quý vị, những người trên 18 tuổi phải có trách nhiệm và phải biết những việc mình làm, mình phải chịu trách nhiệm. Còn ngoài ra, quý vị thờ ơ thì quý vị cũng phải chịu trách nhiệm trong cái
việc làm của mình không vậy? Còn những người chống phá thì Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa đã có hiến pháp Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, tất cả đã có luật từ ngày 16 tháng 2 năm 2020, hiến pháp đã ấn ký và có hiệu lực ngay tại ngày ký đó nghe quý vị. Quý vị nên nhớ, trong hiến pháp của Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa do ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đã ấn ký ngày 16 tháng 2 năm 2020. Thì bây giờ là cũng đã hơi trễ, cho nên là Kim xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe ngâm thơ nghe quý vị. Kim xin mời tất cả cùng nghe bài thơ Vận Nước. Xin kính mời quý vị cùng nghe. Xin lỗi. Bài thơ Ước Mơ. Xin lỗi. Quý vị thấy vận nước của chúng ta thấy buồn không quý vị? Cho nên là không chỉ riêng ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân rất đau khổ cho vận nước của chúng ta, mà còn có rất nhiều những người Việt Nam đã âm thầm cùng hợp sức với ngài để cùng chung vai gánh vác để cứu đất nước Việt Nam của chúng ta. Cho nên là ngài cũng thường nói rằng nhờ có tất cả các quý đồng nhiệm để cho ngài có một cái sự vững tâm để mà cứu đất nước. Cho nên bên cạnh ngài cũng là có phu nhân hỗ trợ cho ngài để cho ngài yên tâm mà cứu đất nước Việt Nam. Cho nên chung quanh ngài là những người có tấm lòng với đất nước, với quê hương dân tộc này. Thì
thì Kim mong rằng trong tương lai sẽ còn có nhiều người Việt Nam hơn nữa để cùng chung vai góp sức với Ngài để vượt qua cái vận mệnh đau thương của dân tộc Việt Nam. Và ở trong cái bài vừa rồi Kim đọc đó, khi Kim đọc, quý vị có nghe đến mà một cái người đến với Ngài mà nhổ nước miếng lên mặt Ngài không quý vị? Quý vị nghĩ đi, cái động tác đó đó mà Kim nghĩ chắc không ai chịu đựng được, khi mà Ngài phải chịu đựng cái người đó quá là làm một cái hành động nghĩa là không thể tưởng tượng, là giống như là sỉ nhục Ngài. Nhưng Ngài nhịn quý vị, vì sao vậy? Vì Ngài phải nhẫn nhục, vì Ngài thấy rằng toàn dân tộc Việt Nam của chúng ta phải chịu nhục rất là nhiều, thì đối với Ngài cái chuyện đó nó không ăn nhập gì cả. Quý vị thấy không? Ngài đã có một cái sự nhẫn nhục rất là cao cả mà chúng ta khi nghe đến chúng ta phải thầm cảm phục. Vì bản thân của chúng ta mà ai đó mà phun nước miếng lên mặt của chúng ta, bảo đảm là chúng ta sẽ nổi sân ngay, là tại vì cái hành động quá thô thiển làm cho mình không thể chịu được. Nhưng Ngài vẫn chịu, mà chẳng những phun nước miếng một lần còn phun hai lần nữa quý vị. Quý vị thấy không? Mà những cái đồng nghiệp chung quanh á, là muốn đẩy cái thanh niên đó ra, nhưng mà Ngài cản lại đó quý vị. Vì Ngài đang tập chịu đựng, chịu đựng để nghĩ đến dân tộc Việt Nam phải chịu đựng nhiều hơn nữa. Mà với sự chịu đựng của Ngài, Ngài nghĩ không có thấm gì cả. Và Ngài tập chịu đựng nhiều hơn nữa để biết rằng toàn dân tộc Việt Nam của chúng ta cần phải vượt qua cơn sóng dữ, mà Ngài phải đứng ra để cứu. Cho nên nếu mà muốn cứu dân tộc Việt Nam của chúng ta mà chỉ có một cái hành động nhỏ thôi mà mình không chịu đựng được, thì làm sao mình cứu đất nước được quý vị? Vì cái vấn đề cứu đất nước Việt Nam của chúng ta phải đặt lên hàng đầu. Không có gì bằng cả dân tộc Việt Nam của chúng ta sắp sửa diệt vong. Quý vị nghĩ trong gia đình của chúng ta ai cũng muốn mình được sống cả, phải không quý vị? Nhưng chúng ta muốn được sống, nhưng mà cả dân tộc của chúng ta sắp bị chết mà chúng ta lại thờ ơ, thì đó là một cái điều quá vô tâm, phải không? Vì cái chính phủ này đang cứu toàn dân tộc Việt Nam của chúng ta do Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đang lãnh trọng nhiệm, thì những người Việt Nam của chúng ta phải có suy nghĩ, phải hợp sức lại với Ngài, và đừng vì một cái tôi nào đó để bỏ cả một dân tộc này phải chịu chết. Cho nên Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, Ngài đã là một cái tấm gương sáng để cho chúng ta noi theo, và chúng ta cũng phải tập chịu đựng giống như Ngài như vậy. Vì ai đó mà sỉ nhục chúng ta thì chúng ta phải nghĩ rằng cứu dân tộc Việt Nam, dân tộc Việt Nam là trên hết. Những mạng người đang nằm xuống, những con người trẻ có, già có, đang khổ sở cùng cực ở tại đất nước Việt Nam, mà ngay cả những cái thế hệ trẻ đi học ở tại Việt Nam, Kim nhìn có một cái cảnh đó, mình không có khỏi xót xa. Khi mà một người giáo viên đứng dạy những học trò, nhưng mà ở dưới nền đó là những cái vũng nước sình lầy quý vị. Và ngồi bàn kê, ngồi ở trên những cái vũng nước sình lầy đó, không thể tưởng tượng ra được. Không thể tưởng tượng ra được. Mà có một cái hình ảnh nữa, cái ngày khai giảng của học trò ở tại Việt Nam thì khai giảng ở trên nước lụt quý vị. Chưa có bao giờ mà chúng ta thấy cái người Việt Nam, cái thế hệ trẻ Việt Nam nó khổ sở như vậy. Và những con em, trẻ em ở Việt Nam đó ngồi xếp hàng để chờ có một miếng ăn. Rất là tồi tàn luôn. Đó là những mầm non của đất nước đó quý vị. Quý vị nghĩ đi, trong tương lai sau này đất nước Việt Nam sống còn là nhờ đâu? Là nhờ những em nhỏ đó đó quý vị. Nhờ những em nhỏ mà đang ngồi xếp hàng dài mà tả tơi rách rưới để xin một cái miếng đồ ăn đó. Quý vị thấy như vậy đất nước Việt Nam còn gì nữa quý vị? Chắc chắn là sẽ không còn gì cả. Vì thế hệ trẻ đó chết đói chết hết rồi. Như vậy là Tàu Cộng lấy được rồi, phải không?
Cho nên nếu không có ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân mà cứu dân tộc Việt Nam của chúng ta thì chắc chắn là phải bị diệt vong. Tại vì Cộng sản Việt Nam và Cộng sản Tàu không cho con người sống sót và không cho con người được tiến thân đó quý vị. Những trẻ em đó toàn là một nhóm người dốt nát, nghèo khổ, đói rách và bệnh tật sẽ chết dần. Vì Tàu, quý vị biết, cái nước Tàu á, họ tới gần 1,5 tỷ dân. Họ không có cần dân đâu quý vị. Cho nên dân Việt Nam của chúng ta chỉ tròm trèm 100 triệu người, quá ít đối với nước Tàu. Như vậy họ diệt vong một cái một thôi. Mà chúng ta, cái số dân của Việt Nam của chúng ta bây giờ ít so với nước Tàu. Và những người dân Việt Nam hiện tại đang chết nhiều bệnh lạ lắm. Thì như vậy, nếu chúng ta không có ý thức, không biết thương các thế hệ trẻ sau này, thì chúng ta chắc chắn là trong tương lai con cháu của chúng ta cũng nằm trong cái số phận đó thôi, chứ cũng chẳng có gì khác cả. Quý vị thấy không? Cho nên là Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa về, các thế hệ trẻ sẽ được nuôi nấng đầy đủ, sẽ được cơm no áo ấm, sẽ được đi học không tốn tiền và sẽ được nuôi dạy tốt đẹp để tương lai là những mầm non để gìn giữ đất nước đó quý vị. Cho nên một câu nói của ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân là ngày 30 tháng 4 năm 75 phải là ngày mất nước sau cùng. Chúng ta phải hiểu được là thế hệ trẻ ở Việt Nam trong tương lai sẽ được nuôi đầy đủ tốt đẹp đó quý vị. Thì quý vị là những người cha, người mẹ của các em nhỏ đó, quý vị có thấy hãnh diện hay không? Quý vị có thấy vui mừng hay không? Trong khi hiện tại những người mẹ, người cha ở tại nước Việt Nam đó đánh đập con, không có kể số gì, không nghĩ là con sẽ sống hay là chết, đánh đập rất là tàn nhẫn. Kim xin tất cả những người cha, người mẹ ở tại Việt Nam hãy thương những đứa con của mình, vì những đứa con nhỏ của mình trong tương lai sẽ là mầm non của đất nước đó, là những người sẽ đứng ra bảo vệ đất nước Việt Nam đó quý vị. Cho nên quý vị hãy thương yêu con em của mình. Có người có cái gia đình kiếm thấy đứa nhỏ nó muốn đi học nhưng mà mẹ thì bắt đi bán vé số, rất là tội nghiệp luôn. Tại vì sao? Vì không có cơm ăn ở trong nhà, cho nên tiền đâu để đóng tiền trường, chỉ có đi bán vé số để kiếm gạo nuôi cơm thôi quý vị. Thì quý vị thấy không? Chỉ có cái cơm gạo hàng ngày còn không có đủ ăn nữa, thì làm sao mà tiến thân lên được ở trong cái xã hội được quý vị. Trong khi ở các nước tự do nè, cái chuyện mà miếng ăn hàng ngày là cái chuyện nó nhỏ lắm quý vị, chuyện nó rất là nhỏ. Cho nên là tất cả những người Việt Nam của chúng ta hãy ý thức được. Kim xin lỗi gắn cái điện thoại, nãy giờ quên gắn cái sạc pin cho nên là nó báo là sắp hết pin. Thì cũng sắp hết giờ, cho nên là bây giờ Kim xin kêu gọi tất cả những người dân Việt Nam của chúng ta hãy nhanh tay trưng cầu dân ý để đem tự do no ấm về đất nước Việt Nam của chúng ta nha quý vị. Bây giờ thì Kim xin mời tất cả cùng nghe bài hát trưng cầu dân ý để kết thúc chương trình. Kim xin nhắc lại là hồi nãy Kim nói lúc mà ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân làm những cái túp lều ở trong trại tù đó, thì ngài đặt là lâu đài tình ái, đặt tên là lâu đài tình ái quý vị. Tại vì hồi nãy Kim cứ nhớ là cứ nhớ hồi xưa đó, trước năm 75 có gọi là túp lều lý tưởng đó, thì Kim lại nói cái lều đó thì lại quên đi. Và bây giờ thì nhớ là cái lâu đài tình ái, ngài đặt cho cái nơi mà ngài dựng bằng tre lồ ồ đó để cho phu nhân và các
những người vợ của các người bạn cùng chung trại tù đó để có nơi nghỉ ngơi. Thì ngài đặt tên là Lâu Đài Tình Ái, mà không những ngài làm một cái mà sau khi bị phát hiện rồi ngài làm tiếp một cái thứ hai nữa đó quý vị. Ngài rất là can đảm, cho nên nhờ cái tính can đảm của ngài mà ngày hôm nay chúng ta mới có một ngày Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đứng ra cứu nước đó quý vị. Chứ không có can đảm thì ngài không có, quý vị thấy không, toàn dân tộc Việt Nam có ai dám đứng ra đương đầu với Cộng sản Việt Nam và Cộng sản Tàu quý vị. Thì đó là một cái sự thật mà chúng ta đang nhìn thấy. Ngài rất là can đảm để hy sinh cái cuộc đời và sự nghiệp của ngài để cứu toàn dân tộc Việt Nam đó. Thì chúng ta, những người Việt của chúng ta hãy nên hãnh diện. Và một ngày không xa thì dân tộc Việt Nam của chúng ta sẽ được no ấm, no cơm ấm áo nhờ cái công của ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân nha quý vị. Thì trước khi chấm dứt, Kim cũng xin mời tất cả cùng nghe bài hát Trưng Cầu Dân Ý. Kim xin kính mời. Kim xin kính mời. Dân tộc Việt bất khuất, bất khuất, bất khuất, bất khuất. Cương thổ Việt bất phân, bất phân, bất phân, bất phân. Nhân dân Việt bất ly, bất ly, bất ly, bất ly. Kim xin trân trọng kính chào tạm biệt ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân và phu nhân. Kính chào Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý tướng lãnh, quý đại biểu cùng các quý đồng nhiệm trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Xin kính chào quý đồng bào Việt Nam thân thương trong và ngoài nước. Xin kính chúc tất cả được nhiều sức khỏe và bình an, thân tâm thường an lạc. Chắc chắn một ngày không xa, chúng ta sẽ lấy lại được đất tổ và không làm khổ dân, do ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân lãnh đạo. Kim xin trân trọng kính chào.